tới từ đại diện XTB, tôi là Đạt. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi tài sản nào sẽ nên đầu tư trong thời kỳ đình lạm. Thì trước tiên đình lạm là gì ạ? Thì đây là một hiện tượng kinh tế được gọi tắt là lạm phát đỉnh đốn. Đó là một trạng thái kinh tế hiếm hoi với sự kết hợp giữa cả lạm phát cao và thất nghiệp cao cùng với cả đà tăng trưởng thấp. Và đã nửa thế kỷ trôi qua thì thế giới là một lần nữa sẽ phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn khi mà bóng ma đình lạm đang có nguy cơ trở lại trên toàn cầu. Các phân tích đưa ra cho thấy là trong tình trạng đình lạm thì không phải tất cả đều là những cái nguy cơ rủi ro, thì vẫn có một số các tài sản trở thành cơ hội phát triển mạnh và được các nhà đầu tư quan tâm. Vậy thì quay lại câu hỏi ngay từ đầu chương trình, tài sản nào nên là tài sản mà mọi người đầu tư trong thời kỳ đình lạm? Thì để trả lời câu hỏi này thì ngày hôm nay XTB chúng tôi có mời hai vị khách mời rất là đặc biệt. Đầu tiên đó chính là chuyên gia Minh Lee, chủ sở hữu kênh YouTube AnInvest, cộng đồng AnInvest rất là lớn mạnh và hơn 110.000 người theo dõi. Và thứ hai là chuyên gia Tô Hải Triều, một trader rất là chuyên nghiệp, kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm giao dịch và giảng dạy, cũng như kết hợp với rất nhiều những cái khóa học và cũng như cái video clip phân tích với cả XTB. Thì ngoài ra chúng tôi mới có một cái món quà nho nhỏ dành cho tất cả các vị khách hàng ngày hôm nay có tham gia cái buổi webinar. Thì câu hỏi của Đạt ban đầu là tài sản nào nên đầu tư trong thời kỳ đình lạm, thì mọi người hoàn toàn có thể tham gia trả lời câu hỏi này dự đoán bằng cách là mọi người click vào cái đường link mà đã để trong cái ô chat của cái link Zoom, thì sau đó mọi người trả lời. Mọi người có thể trả lời bất cứ lúc nào, có thể ngay bây giờ hoặc là xem hết cái buổi webinar ngày hôm nay, mà chúng tôi tin rằng là câu trả lời chắc chắn phần nhiều sẽ được nói qua nếu như mà ai đó theo dõi hết từ đầu đến cuối cái buổi webinar ngày hôm nay. Và hôm nay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện luôn với cả hai speaker Minh Lee và anh Tô Hải Triều. Thì cái câu hỏi đầu tiên xin dành cho anh Minh Lee. Thì, đầu tiên thì nhận định của Jeremy Grantham, người đồng sáng lập của GMO, được mệnh danh là bậc thầy dự báo bong bóng. Khi mà lạm phát cao, thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng đầu tiên. Các cổ phiếu, nhất là các cổ phiếu công nghệ như chúng ta thấy gần đây như Netflix, Facebook đều bị sụt giảm tới tận 50-70% trong một thời gian rất là ngắn. Thì anh nghĩ sao về cái thị trường chứng khoán hiện nay ạ? Hello mọi người. Thì lời đầu tiên mình gửi lời chào mọi người vì mọi người đã dành thời gian tham gia buổi ngày hôm nay. Và trong buổi này thì mình rất là vui khi XTB có mời mình để trả lời câu hỏi, gọi là để tham gia buổi webinar này và chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người. Hôm nay mọi người sẽ thấy mình có thêm một cái chia sẻ khác ở trong cái mảng mà có thể cũng hơi mới, mọi người chưa biết đến mình, là mình cũng có theo dõi cái đấy, đấy chính là về cổ phiếu và chứng khoán. Thì để mình chắc là sẽ nhờ Đạt để cho mình quyền để share màn hình, mình sẽ cho mọi người nhìn rõ hơn. Đây là cái slide mà mình có chuẩn bị cho mọi người và để chúng ta phục vụ cho cái buổi webinar ngày hôm nay. Và cái câu hỏi lúc nãy là cái câu hỏi về cái tình hình lạm phát cũng như là cái tình hình bong bóng nó sẽ ảnh hưởng như nào thị trường. Thì mình có những cái suy nghĩ như thế này thì mình sẽ đưa ra những cái suy nghĩ của mình để chia sẻ với các bạn là tại sao thị trường chứng khoán lại tăng trưởng nóng như vậy. Và cái câu chuyện ở đây thì mình đang nói về là thị trường chứng khoán Mỹ, và các bạn để thấy nhất là những cái gương mặt về cổ phiếu công nghệ, ví dụ như Tesla, ví dụ như Facebook, Zoom hoặc là Meta, đúng không ạ? Những cái công ty mà nghe có vẻ rất là lớn, nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào ở trong thời điểm hiện tại mà thấy giá nó ở trong thời điểm hiện tại, các bạn sẽ thấy câu chuyện là giá nó phải chia đến, mình nghĩ là phải đến 90% chứ không phải là ít. Và lý do nó đến từ đâu thì đây là một chủ đề mà khiến mình khá là quan tâm, bởi vì có nhiều bạn ở trong thời điểm này các bạn đang có một cái suy nghĩ đấy là mua cổ phiếu nắm giữ để nhận được cái cổ tức, đúng không ạ? Và nghĩ rằng cái tiền cổ tức là một khoản mà xứng đáng để cho các bạn nắm giữ ở trong tương lai. Nhưng mà các bạn lại không biết để tiền và các bạn mua cái cổ phiếu nào. Thì bây giờ chúng ta cần phải quay trở lại một chút là tại sao trong thời điểm những cái năm trước, cái năm 20, cái năm 21, tại sao trong thời điểm Covid đáng nhẽ tình hình kinh tế nó như vậy thì những công ty nó cũng phải bị ảnh hưởng, nhưng mà sao nó lại tăng, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ cần phải quay trở lại một chút về cái tình hình của Covid thời điểm đấy nhé. Nếu bạn nhìn lại vào đồ thị của toàn bộ những cái thị trường, bao gồm thị trường chứng khoán Mỹ này, bao gồm thị trường Bitcoin này, bao gồm những cái chỉ số, ví dụ S&P 500, ví dụ NASDAQ, ví dụ US30 trong thời điểm đấy, cái thời điểm mà từ mùng 9 tháng 3 đến 16 tháng 3 nó đều có cái sự sụt giảm, và đây là sự sụt giảm lớn nhất trong cái thời điểm từ năm 1987 trở lại đây. Và như mình đã nói này, dầu cũng giảm này, Bitcoin cũng đều giảm này, tất cả những loại tài sản đấy đều giảm. Nhưng lý do tại sao mà đến cái thời điểm Covid thì giá nó lại tăng, đúng không ạ? Hồi đầu thì mình nghĩ một cái nó khá là đơn giản như này, ở trong thời điểm Covid khi mọi người không có được ra ngoài và mọi người cần phải những cái công cụ để mọi người sử dụng và mọi người giao tiếp được thế giới, ví dụ như Zoom, chúng ta hồi đấy chúng ta dùng Zoom để chúng ta họp, rồi chúng ta làm tất cả mọi thứ, thì các bạn phải làm gì ạ? Thì các bạn phải mua, đúng không ạ? Cái phần mềm Zoom nó cũng đắt nhá, chứ không phải là rẻ đâu, các bạn mua và cứ thế các bạn nhân lên, trường học nào cũng phải mua, công ty nào cũng phải mua, tập đoàn nào cũng phải mua, thì hiển nhiên là cái giá đấy nó sẽ tăng, đúng không ạ? Hoặc đơn cử như nữa, như trong những cái năm trước các bạn sẽ thấy một cái trào lưu nó rất là cơ bản, đấy chính là gì? Netflix and chill, đúng không ạ? Bây giờ mọi người đâu còn ai Netflix and chill đâu, bởi vì bây giờ mọi người đi làm rồi, mọi người có gia đình, mọi người có con cái, đúng không ạ? Nhưng hồi xưa thì mọi người ở nhà, mọi người Netflix rồi mọi người xem cùng với nhau, thì ai phải mua tài khoản, đúng không ạ? Thì sau khi mua thì sao? Thì hiển nhiên là những cái giá cổ phiếu của công ty nó cũng bị đẩy lên. Đấy là cái mặt suy nghĩ hồi xưa của mình. Nhưng mà sau này khi mà mình có tìm hiểu thêm và khi mình có biết được thêm những cái thông tin khác, ví dụ như là những cái gói kích thích về kinh tế, những cái gói mà ủng hộ cho cái nền kinh tế nó quay trở lại, thì bạn sẽ thấy một vấn đề. Hồi xưa khởi nguồn là từ Mỹ, thì Mỹ đưa ra những gói kích thích kinh tế, nhưng mà nó không phải đi theo cái logic bình thường, tức là nó không bơm tiền ra cho những cái ngân hàng thương mại, để ngân hàng thương mại nó đưa những cái tiền đấy cho những cái doanh nghiệp, cho những cái công ty để vận hành, để sản xuất, xong rồi là gì ạ? Để tạo ra nguồn cung ở trên thị trường. Mà hồi đấy là gì? Hồi đấy là đưa tiền thẳng cho những cái người ở nhà, những cái người thất nghiệp, những cái người bị Covid, những người bị phong tỏa, thì cái nguồn tiền nó đổ vào thị trường một cách nó quá là nhiều, quá là lớn. Và chính vì cái lý do đấy thì mình nghĩ là tất cả những thị trường nó đều tăng, bởi vì nó có gì? Có dòng tiền chảy vào. Và dòng tiền chảy vào nó đến từ đâu? Nó đến từ cái việc mà những cái tiền như vậy thì cái chi phí của dòng tiền nó quá là rẻ, và những cái chi phí lãi vay trong thời điểm ấy nó cũng thấp. Đấy là một vài yếu tố. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta có quá là nhiều thời gian. Hồi đấy thì mọi người ở nhà, mọi người xem là có cái kênh nào đầu tư. Mình tin chắc là khi các bạn biết đến ví dụ Bitcoin, ví dụ các bạn biết đến vàng, biết đến dầu, thì đấy là chính là trong cái thời điểm mà các bạn xem về gì ạ? Các bạn xem về có cách nào kiếm tiền để tăng thu nhập ở trong thời điểm Covid hay không. Và tất cả những cái đấy nó đều dẫn đến một câu chuyện, đấy là dòng tiền nó đổ ở trong thị trường đấy nhiều. Và chứng khoán Mỹ nó liên tục nó tăng điểm từ cái thời điểm cuối tháng 3 năm 2020 xong đến 2021. Các bạn cứ nhìn lại đồ thị ở trong thời điểm nó y hệt như thế. Chứng khoán tăng này, Bitcoin tăng này, tất cả những cái đều tăng. Và nó có cái nó khá là nguy hiểm là rất là nhiều người ở trong thời điểm đấy chỉ lại nghĩ là họ giỏi, bởi vì họ nghĩ là kiếm tiền nó tương đối là dễ, nhưng mà thực sự nó không phải như thế. Và cũng đơn giản như vậy thôi, thì những công ty Meta này rồi Zoom rồi những công ty về công nghệ thì nó có được những cái sự ảnh hưởng nhất định ở trên thị trường và giá nó tăng, đúng không ạ? Một lát nữa chúng ta xem giá trong thời điểm hiện tại nó sẽ như thế nào. Và quay trở lại cái câu cảnh báo của ông Grantham, thì thị trường chứng khoán Mỹ đang ở trong tình trạng bong bóng và sẽ sập bất cứ lúc nào. Chỉ số S&P giảm ít nhất 40% từ đỉnh và suy giảm có thể nó kéo dài. Và những cái đấy nó đều mình đều đúng và mình đều đồng ý với câu chuyện đấy. Và năm 2023 nó sẽ một câu chuyện mà nó còn căng thẳng hơn và nó còn, mình nghĩ là nó sẽ còn khó khăn hơn rất rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta thử nhìn vào biểu đồ nhé. Mình sẽ dùng extension của XTB để xem là chúng ta sẽ có những cái gì. Chúng ta thử nhìn ở đây, chúng ta tìm cái gì bây giờ? Chúng ta tìm Zoom đi. Thì các bạn đã nhìn thấy đây là cái đồ thị của Zoom, và cái câu chuyện như mình đã nói nó đã xuất hiện và nó diễn ra đúng trong cái giai đoạn đấy. Đây cái giai đoạn mà Covid xong bắt đầu giá đi lên ai cũng phải mua Zoom, đúng không ạ? Nhưng mà đến thời điểm hiện tại mình không chắc là cái Bitcoin hay cái gì nó là một cái thị trường nó rủi ro. Bởi vì khi các bạn nhìn vào đây giá cổ phiếu nó lên mức là 572 và bây giờ nó rơi về cái mức là 68, thì nó đã giảm đến phải đến bao nhiêu? 90% chỉ trong khoảng 2 năm, và mình tin là cũng rất là nhiều người đu đỉnh ở đây. Và trong cái làn sóng đấy có rất là nhiều công ty khởi nghiệp, nhất là những công ty về công nghệ và những công ty có những cái mark liên quan đến Metaverse, rồi những công ty liên quan đến những cái ứng dụng kết nối mọi người trong thời điểm đó. Nhưng cuối cùng thì là gì? Tất cả thứ nó đều chia 5/7, và những cái người nắm giữ cổ phiếu đấy thì mình nghĩ là đều trong trạng thái nó đang khá là buồn. Netflix nhé, thì mình sẽ xem Netflix cùng với mọi người. Đây, sang Netflix thì câu chuyện nó tương tự, 630 mấy đô nó rơi về đây, nó rơi về tầm khoảng 140 mấy. Và như các bạn đã thấy, con này nó cũng chia, nhưng mà nó không chia nhiều vào con kia. Nhưng mà cái câu chuyện cuối cùng là gì ạ? Ai cũng là người thua lỗ trong cái đợt mà bong bóng đấy. Vậy thì liệu rằng chúng ta có một cơ hội nào để chúng ta quay trở lại cái thời điểm đấy và chúng ta có một cái lệnh big short ở trong thời điểm đấy không? Thì theo mình nghĩ nó là khó, và trong thời điểm hiện tại thì nó chưa có. Mặc dù các bạn nhìn ở đây nhé, những cái công ty công nghệ sau thời điểm nó định giá quá cao thì mình đánh giá thực tế bây giờ đều quay trở về cái giá trị thật, nó đều quay trở về những cái mức giá thật mà có thể là nắm giữ lâu dài thì mình có thể nắm giữ lâu dài được, còn để mà nó lên một cái mức cao để bạn big short xuống thì mình nghĩ là không, và những cái đấy nó khá là khó. Và như mình đã nói, những công ty công nghệ về lâu dài thì mình vẫn đánh giá nó sẽ một cái sự cần thiết, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải có những cái sự chọn lọc. Và theo cá nhân mình thì cái trend của những cái năm nay, ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy những trend của năm trước nhé, đúng không ạ? Trend của năm trước sẽ về những cái công ty ví dụ Moderna, đúng không ạ? Về những công ty Abbott, những công ty về làm vaccine. Xong sau đấy là gì? Những công ty về làm công nghệ Zoom này, Netflix và thứ nọ kia, đúng không? Và cái trend của năm nay mình nghĩ nó sẽ liên quan trend về AI, những cái trend mà liên quan chat GPT. Và mình hy vọng là trong thời gian tới XTB sẽ có những công ty mà liên quan đến những cái mặt công nghệ như thế, và nó là một cái khoản mà mình nghĩ nếu các bạn muốn đầu tư về dài hạn thì các bạn nên quan tâm đến những cái đấy nhiều hơn là những công ty ví dụ như Meta, Facebook các thứ nọ kia. Thực ra cái trend của Meta là đổi từ Metaverse sang thời điểm hiện tại mình đánh giá nó cũng cuối trend rồi, nên không còn cái gì quá là nhiều nữa. Đó. Thì đấy là cái phần của mình mà mình muốn nói về thị trường chứng khoán Mỹ, nói những cái thông tin mà mình muốn cập nhật nhanh cho mọi người thôi. Còn có những cái thông tin khác, nhất là những cái thông tin liên quan đến tình hình vĩ mô ấy, thì lát nữa Triều có thể sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ hơn, vì Triều mình biết là rất là mạnh về cái mảng đấy. Vâng, cảm ơn anh Minh và em chia sẻ rất là thực tế, cũng như là có một cái nhìn nó bao quát trong cái tình hình của thị trường cổ phiếu. Từ những lúc mà nó rất là nóng cho lúc thời điểm hiện tại, khi mà nó đang trong cái thời kỳ đỉnh lặng. Câu hỏi tiếp theo là dành cho anh Triều. Thì theo anh thì đối với chúng ta năm 2022 thì như anh thấy là cũng là một cái năm mà có rất nhiều biến động. Vậy thì trong năm đó thì anh đã lựa chọn đầu tư những cái tài sản gì? Thì anh có thể chia sẻ kết quả đầu tư của mình, cũng như là đặc biệt là những cái liên quan tới giao dịch CFD thì anh có thể chia sẻ với cả các khách hàng của XTB ngày hôm nay được không ạ? Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đang tham gia buổi webinar ngày hôm nay cùng với XTB. Tôi là Tô Triều và rất vui khi được tham gia cùng với các anh chị và các bạn trong cái buổi rất là thú vị như thế này. Cái câu hỏi mà Đạt đặt ra dành cho tôi về cái thị trường và các cái lĩnh vực mà tôi lựa chọn để tham gia trong năm 2022 thì trước tiên tôi muốn chia sẻ cái màn hình cái đó để chúng ta xem qua một chút. Rồi, trong năm 2022 thì có lẽ cũng là một cái năm mà tôi khá là may mắn, bởi vì tôi cũng tham gia hầu hết tất cả các cái thị trường. Hiện tại các cái mảng mà tôi tham gia thì đang có là bước đầu tiên khi mà tôi dấn thân vào cái thị trường mảng đầu tư tài chính thì tôi có tham gia thị trường ngoại hối. Sau khi có được một chút kết quả thị trường ngoại hối thì tôi nhảy sang giao dịch vàng, giao dịch dầu và giao dịch CFD Bitcoin. Hiện tại thì tôi cũng đang tìm hiểu thêm về cái CFD thị trường chứng khoán. Tuy nhiên đối với thị trường chứng khoán thì tôi giao dịch ở trên chứng khoán cơ sở nhiều hơn. Và trong năm 2022 tôi nghĩ là một cái năm may mắn, bởi vì dựa trên những cái mà tôi được trải qua ở những cái chu kỳ trước đấy, ví dụ chu kỳ của những năm 2018, chu kỳ của những năm 2016, thì năm 2022 vào cái đợt tháng 4 tôi cũng có một cái view khá là nguy hiểm cho thị trường, và tôi có cảnh báo về cái nguy cơ sụt giảm rất là sâu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Ở cái thời điểm khi mà VN Index nó ở 1.538 điểm, Bitcoin thời điểm đó nó đang ở đâu đấy 1.030 mấy nghìn đó. Và thị trường dầu mỏ cũng đang nằm ở đỉnh luôn. Thì nhờ cái sự may mắn đó, một phần nào đấy cũng dựa trên những cái điều mà tôi được trải nghiệm trước đây, thì cuối cùng ở cái nửa cuối năm 2022, tất cả những góc nhìn mà tôi có thể cảm nhận được cũng như là phân tích được thì nó bỗng nhiên trở nên đúng. Sau khi mà thị trường có một cái cú sụp đổ rất là mạnh như mình có phân tích trước đấy, thì đối với thị trường năm 2022 nó cũng hầu hết tất cả các cái mảng chúng ta đều thấy là nó đều sụt giảm và để lại những cái hậu quả tương đối là chua xót, bởi vì đấy cũng là thời điểm mà cái lượng tài khoản mở mới không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn cầu đều đạt được những cái thành tựu có thể nói là chưa từng thấy. Thì nó sau khi nó xảy ra những cái sự cố đấy, nó ngay lập tức kéo theo cái hệ quả đó là rất là nhiều người đu đỉnh, như mình chia sẻ trong các cái slide về các cái cổ phiếu công nghệ ấy, đúng không? Bởi vì thời điểm đó nó quá nóng. Nhưng mà năm 2022 thì tôi khá là may mắn khi đi ngược chiều những cái tín hiệu đấy. Năm 2022 thì tôi đặt cược toàn bộ thị trường sụt giảm ngoài giá vàng. Và đấy là một cái điều hết sức may mắn. Thì đây là kết quả mà tôi cùng với các anh chị nhà đầu tư thực hiện giao dịch trong năm 2022. Trong đấy các bạn có thể thấy là các cái giao dịch có lợi nhuận, có thua lỗ toàn bộ được thể hiện ở trên cái phần biểu đồ trong nền tảng Xstation, từ tổng cái số lượng pip rồi là cái max drawdown, tổng số lượng giao dịch. Như vậy là trong thời điểm đấy thì tôi giao dịch được khoảng 135 giao dịch. Và các bạn cũng thấy là có những thời điểm tài khoản nó sụt giảm, có những thời điểm nó thua lỗ, nhưng mà nhìn chung là nhờ bám vào được cái trend nó sụt giảm dài hạn như vậy, thành ra là cái tổng kết quả cuối cùng thì đặc biệt là cái đỉnh điểm nó vào tháng 2 năm 2023 vừa rồi đó, là nó được trong những cái giao dịch rất là tuyệt vời. Có những giao dịch nó lên tới 3.000 pip. Thì đây là kết quả năm 2022, các bạn có thể xem qua lại một chút khi mà tôi đã lựa chọn. Như vậy là năm 2022 tôi tập trung bán khống gần như tất cả các thị trường ngoài vàng. Tôi bán khống Bitcoin, tôi bán khống kể cả chứng khoán luôn, bán khống dầu mỏ, và một phần nào đấy tôi thiên về việc mua đồng USD. Đó. Rồi. Trong đó thì thường đối với cái việc tổng kết sau hàng năm thì tôi sẽ phải xem xét các yếu tố. Thứ nhất là trong cái năm đấy tôi thực hiện tổng bao nhiêu giao dịch. Ví dụ các bạn thấy là với cái khối lượng khoảng 135 giao dịch thì thực ra một tháng tôi chỉ thực hiện được maximum khoảng 10 giao dịch mà thôi. Không nhiều, đúng không? 10 giao dịch. Và tôi cũng phải xem xét qua hàng tháng, hàng quý, tổng kết theo năm. Thì trong cái năm đấy đâu là cái loại tài sản mà tôi đạt cái hiệu quả cao nhất? Bởi vì có thể đối với cái loại tài sản tôi đang đạt cái hiệu quả cao nhất, đấy là cái loại tài sản có thể một phần nào đấy có thể xác suất thôi nhé, nó sẽ tiếp tục sinh lời trong cái khoảng thời gian tiếp theo. Thì đây là các cái loại tài sản mà tôi giao dịch tốt nhất trong năm 2022. Đứng đầu vẫn là Bitcoin. Bitcoin trong năm 2022, nếu như bạn theo dõi trên XTB thì bạn thấy tôi thực hiện hai cái giao dịch rất lớn thiên về hướng big short. Giao dịch đầu tiên tôi thực hiện là 67.769 về 28.000 mấy. Giao dịch thứ hai tôi thực hiện là từ 32.000 về 16.000 hôm trước. Có nghĩa là hai cái đợt sụt giảm mạnh nhất của Bitcoin trong năm 2022 thì tôi đều đu càng được. Đây là cái giao dịch với Bitcoin có thể nói là tuyệt vời nhất trong năm 2022, và tính tới thời điểm hiện tại sau gần chục năm giao dịch thì đây là giao dịch bán khống tuyệt vời nhất mà tôi từng thực hiện tính tới thời điểm hiện tại. Giao dịch thì đối với giao dịch Bitcoin đấy, gần như toàn thời gian nó cho cái tỷ lệ win nó lên tới 90 mấy %. Sau đó thì tôi đứng bên ngoài, tôi không theo dõi, tôi không xem xét nữa. Ở cái đợt recover vừa rồi thì tôi không có tham gia thị trường, bởi vì đối với Bitcoin theo một cách nào đấy tôi vẫn đang theo cái hướng là big short, tức là bán khống. Bởi vì khi mà tôi xem xét toàn bộ cái cấu trúc lịch sử của thị trường thì tôi thấy là xu hướng của nhà đầu tư thường sẽ đi theo một cái khái niệm nào đấy. Ví dụ ở những cái thập niên 60-70 người ta đi theo cái khái niệm về điện, electronic. Ở những năm 2000 người ta chạy theo cái khái niệm về dot-com, tạo ra bong bóng dot-com. Và từ năm 2008 cho tới 2022 người ta chạy theo cái khái niệm về blockchain, nhưng có thể nó sẽ hạ nhiệt trong những năm sắp tới, khi mà theo tôi đánh giá thì tới hơn 90% dự án cuối cùng đều sụp đổ. Chỉ một số các cái dự án hiện tại còn tồn tại và đóng vai trò cho thị trường. Thì sau khi cái nhận định như vậy thì tôi cho rằng là cái chu kỳ đấy nó thường kéo dài đâu đấy khoảng 10 năm cho tới 12 năm gì đấy. Thì bây giờ thằng Bitcoin nó đang ở giai đoạn đỉnh của 12 năm, có nghĩa có thể nó sẽ thoái trào đối với thị trường tiền mã hóa. Vậy thì khái niệm tiếp theo là gì? Nếu như chúng ta theo dõi gần đây, có lẽ chúng ta sẽ thấy có thể thời gian sắp tới người ta sẽ đi săn cái khái niệm về trí tuệ nhân tạo, đúng không? Cái Metaverse như Minh nói nó cũng gần như đi vào cái đỉnh và nó có vẻ như là nó sẽ thoái trào theo một cách nào đấy, vì người ta chưa tưởng tượng nó ra được là cái gì cả, và người ta cũng chưa biết là sẽ phải kiếm lợi nhuận như nào. Thế thì đó là lý do tại sao Bitcoin này mang được cái lợi nhuận rất là lớn. GBPAUD, đây cũng là một cái giao dịch mà tôi nghĩ nếu bây giờ nhìn lại cái biểu đồ các bạn sẽ thấy đó là một cái lệnh mua mang về cái khoản lợi nhuận rất là tốt. Tôi cũng đánh giá đấy là cái giao dịch tốt nhất trong năm. Nó mang lại khoản lợi nhuận với cái tỷ lệ win gần như là 100%. Giao dịch tệ nhất. Đâu là cái ông mang lại cho tôi cái giao dịch tệ nhất? CDJPY. Đối với ông CDJPY này thì nó tệ nhất bởi vì tôi không phải là tôi nhận định sai xu hướng các bạn ạ, mà tôi tìm sai điểm tham gia thị trường. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là sai. Đó. Cho nên là nó là một trong những cái giao dịch mà tôi nghĩ là tệ nhất đối với giao dịch trong năm 2022. Như vậy tổng kết lại các loại tài sản trong năm 2022 thì tôi đây là 5 cái loại tài sản mà tôi cho rằng đây những cái big short gần nhất có thể xem xét được nào. Đối với giao dịch vàng, có lẽ cái lệnh mà tôi ấn tượng nhất đó là giao dịch với vàng khi bán từ 1904 về 1709, và sau đấy có một cái lệnh mua từ 1725 tới 1852 trên các cái buổi live của XTB, nếu như tôi không nhầm thì hiện tại vẫn còn lưu trữ. Và đặc biệt là cái loại tài sản tốt nhất mang về một cái khoản lợi nhuận rất là lớn khi mà tôi giao dịch được cả hai chiều, đó là dầu mỏ. Thì cái giao dịch lợi nhuận gần như là lớn nhất được thực hiện đều nằm trên dầu mỏ. Lệnh tốt nhất mà tôi có thể thực hiện là từ 84.96 lên tới 109.96. thì cái giao dịch mua này cũng vẫn còn tồn tại trên kênh YouTube của XTB. Cái giao dịch này nó may mắn đối với tôi nhưng nó lại không may mắn với người Ukraine. Bởi vì sau khi tôi thực hiện giao dịch này thì chính cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã đẩy giá dầu lên cái ngưỡng cao khủng khiếp như vậy. Thì trước đó tôi cũng có phân tích và tôi đưa ra cái nhận định là tôi chỉ biết là cái tín hiệu kỹ thuật có thể đưa giá dầu lên 110 đô từ cái mức giá 84.96, nhưng tôi không hề biết là cái chuyện gì sau đó nó có thể đẩy dầu lên mạnh như vậy. Thì cuối cùng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã đưa giá dầu lên tới cái ngưỡng như vậy. Và cũng ngay sau đấy, khi dầu đạt tới ngưỡng cái đỉnh, ngưỡng đỉnh ấy, thì tôi có thực hiện một cái lệnh bán từ 119 về ngược lại vùng 84.96. Thì đây là hai cái giao dịch ấn tượng tương tự như với Bitcoin mà tôi thực hiện được. Thì đấy là cái tổng kết một số các cái loại tài sản trong năm 2023. Một cái giao dịch nữa mà các bạn có thể thấy duy trì từ trước ở cuối năm 2022 đến tận năm 2023 mới đóng, đó là GBP-JPY, khi mà các nhà đầu tư tại XTB sau các cái khóa học có các cái phần thực hành thực tế và thực chiến, thì tôi có thực hiện một cái lệnh short từ 167.96 và duy trì về 156.50, tức là mang về khoản lợi nhuận khoảng hơn 1.000 pip dựa trên chính kiến thức sau khóa học. Thì đó là 5 cái tài sản. Cuối cùng là GBPAUD gần nhất, các bạn thấy là tôi cũng thực hiện lệnh mua, và tới bây giờ thì thằng này hình như đã chạy lên tới đỉnh và đạt full take profit, cũng mang về khoản lợi nhuận đâu đấy là khoảng gần 1.000 pip. Thì đây là 5 cái loại tài sản tốt nhất mà tôi thực hiện các cái giao dịch trong năm 2023. Thì trong đấy các bạn có thể thấy là vàng tôi thực hiện cả hai chiều mua và bán. Bitcoin chỉ thiên về hướng bán, GBP bán, dầu WTI vừa mua vừa bán, và GBPAUD thì tôi thiên về hướng mua. Và đây là cái thống kê về kết quả của tháng 2 năm 2023, tức là cái tháng gần nhất. Chúng ta thấy tỷ lệ win loss lên tới 87%, mang về khoản lợi nhuận khoảng hơn 1.000 đô với các... Nếu như bạn theo dõi thì bạn thấy là tôi thực hiện với khối lượng giao dịch rất nhỏ nhưng có thể đạt được tới ngưỡng profit rất lớn. Tỷ lệ loss là khoảng 12.5%. Tổng mức tiền loss trong tháng 2 là 129 đô. Tức là với tỷ lệ này nó cho chúng ta cái tỷ lệ reward nó lên tới 1.10 đó, đúng không? Lợi nhuận ròng. Thực ra nếu như mà thống kê lại một chút thì nó có hai cái lệnh đóng vào ngày 28 tháng 2 mang về thêm một cái khoản lợi nhuận và nó đẩy profit lên tới hơn 1.200 đô. Thì đây là cái thống kê của các cái giao dịch của tháng 2 này tới ngày 27 tháng 2 mà tôi có thể thống kê được ở đây. Một số các giao dịch các bạn thấy là nó bị stop loss nhưng nó vẫn có lợi nhuận là bởi vì tôi thực hiện chiến lược rời stop loss. Rồi, đấy là cái kết quả của năm 2022 cùng với các cái nhà đầu tư tại XTB và các cái loại tài sản tôi thực hiện giao dịch. Thì từ đấy các bạn có thể thấy là cái quá trình giao dịch cũng như là xem xét, tham khảo thị trường, nhận định các cái thị trường và lựa chọn các cái loại tài sản giao dịch, nó giúp cho nhà đầu tư chúng ta có thể có được một cái hướng đi như thế nào. Bởi vì một trong những cái điều quan trọng nhất khi chúng ta tham gia trên thị trường, tức là chúng ta sẽ phải làm ngược lại một chút so với đám đông, thì thường các cái nhà đầu tư kỳ cựu khuyên là nếu như giao dịch đấy có lợi nhuận thì có thể nó sẽ tiếp tục sinh lời. Còn một khi giao dịch đấy đã thua lỗ, có thể nó sẽ tiếp tục gây thua lỗ cho bạn. Như vậy, khi mà chúng ta tập trung phân tích cái tài khoản và tổng kết lại theo hàng quý, hàng 6 tháng và 1 năm, thì chúng ta sẽ phải tập trung vào cái loại tài sản nào mang lại lợi nhuận cho chúng ta. Có thể nó sẽ tiếp tục sinh lời. Nếu như giao dịch đấy đang được mở, có thể chúng ta sẽ phải duy trì. Nó giống như cái giao dịch USD/CD gần nhất mà tôi đang thực hiện, đúng không? Tôi vẫn duy trì cái giao dịch đấy và hiện tại thì nó đang mang về khoản lợi nhuận khoảng hơn 500 pip, đúng không? Thì tôi vẫn duy trì nó. Rồi, đấy là các loại tài sản và tổng kết một chút về năm 2023 cùng với XTB và các nhà đầu tư đang giao dịch tại XTB. Xin mời Đạt. Vâng, em cảm ơn anh Triều đã chia sẻ rất là kỹ lưỡng và thực tế về cái quá trình mà anh giao dịch trong năm 2022. Qua đó em cũng thấy rằng là anh Triều cũng có rất là nhiều cái mà kinh nghiệm mà liên quan tới quản lý vốn và tối đa hóa cái lợi nhuận của mình. Thì mọi người nên nhớ rằng là ngày 23 tháng 4 tới đây XTB cũng có khóa học liên quan tới tối đa hóa lợi nhuận giao dịch vàng với sự giảng dạy của anh Tô Hải Triều, và điều kiện rất là đơn giản, mọi người chỉ cần có tài khoản tại XTB mà thôi. Và trong ngày hôm nay nếu mọi người có tài khoản XTB và trả lời 5 câu hỏi theo cái đường link trong cái link Zoom thì 5 người may mắn nhất sẽ được nhận được bonus 30 đô thẳng vào ngay trong tài khoản của mình. Anh Triều ơi, em thấy có một cái khá là hay trong cái thời điểm hiện tại mà anh cũng có giao dịch trong năm 2022 đó là cái thị trường dầu. Thì theo nhiều người có nhận định rằng là người ta nói rằng là thời kỳ khủng hoảng năng lượng và xăng tăng khí đốt khan hiếm nó đã chấm dứt rồi. Thế vậy thì hiện tại theo anh thì cái tình hình thị trường năng lượng sắp tới nó sẽ như thế nào, đặc biệt là thị trường dầu ạ? Rồi, để trả lời cho cái câu hỏi mà Đạt đưa ra về thị trường dầu mỏ thì tôi muốn chia sẻ cùng với các anh chị và các bạn về cái sơ đồ tư duy này. Tôi chia sẻ cái màn hình. Rồi. Câu hỏi của Đạt rất là thú vị, bởi vì rõ ràng là tôi đã tổng kết lại và thấy là dầu mỏ là một trong những loại tài sản mà tôi đạt được cái hiệu suất giao dịch tốt nhất trong năm 2022, thậm chí đầu năm 2023. Vậy thì liệu là cái cuộc khủng hoảng về giá dầu, giá khí đốt đã dừng lại hay chưa? Thì chúng ta, để trả lời câu hỏi đấy, chúng ta sẽ phải xem xét qua về cái thị trường dầu mỏ của nó. Vì cái thị trường dầu này nó rất là đặc thù. Nó theo một cách nào đấy người ta cho rằng dầu nó là cái, nếu trong cơ thể của chúng ta thì dầu nó giống như là máu vậy, thì dầu ở trong nền kinh tế nó giống như là cái nguồn máu của nền kinh tế để duy trì cho cái nền kinh tế đấy hoạt động, dầu mỏ và khí đốt. Vậy thì cái thị trường dầu toàn cầu năm 2023 nó có cái vấn đề gì ở đây? Trước tiên chúng ta xem xét về cái nhu cầu dầu mỏ. Bởi vì cung cầu mà. Thứ nhất là về theo dự báo của IEA, cái nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng khoảng 1.9 triệu thùng mỗi ngày. Lưu ý là mỗi ngày nha các bạn. Như vậy là với khoảng 360 ngày một năm thì nguy cơ nhu cầu dầu mỏ trong năm 23 cần phải tăng thêm sẽ là khoảng 720 triệu thùng, đúng không? Tổng nhu cầu sẽ phải tăng thêm. Thì cái tổng cầu hiện tại trung bình một ngày mà toàn bộ thế giới có nhu cầu đang rơi vào tầm khoảng 101.7 triệu thùng. Đó. Cái nguồn cầu chủ yếu đến từ đâu? Thứ nhất là nhu cầu Trung Quốc, khi mà chúng ta có thể thấy là ở cái thời điểm mà Tết âm lịch và đầu năm 2023, Trung Quốc trải qua một cái đợt bùng phát Covid-19 khiến cho mọi thứ tê liệt, giống như cái thời điểm đen tối tại Việt Nam của chúng ta và trên thế giới năm 2020 và 2021, đúng không? Vậy thì ngay khi Trung Quốc mở cửa trở lại, cái nhu cầu của họ gia tăng rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy là Trung Quốc là một trong những cái quốc gia được coi là công xưởng của thế giới. Tất nhiên trong tương lai thì chưa chắc, có thể biết đâu được Việt Nam lại trở thành công xưởng, nhưng hiện tại thì nó vẫn là như vậy. Thì khi Trung Quốc mở cửa trở lại, rõ ràng cái nhu cầu về dầu mỏ nó sẽ tăng rất là cao, và tất cả các cái hoạt động kinh tế của Trung Quốc trở lại nó khiến cho cái nhu cầu đấy nó tiếp tục gia tăng và nó thúc đẩy. Hàng hóa bị tắc nghẽn trước đấy thì sẽ cấp tập chuyển đi, đúng không? Bắt buộc là cái nhu cầu về dầu mỏ sẽ càng phải tăng thêm nữa. Cái nhu cầu thứ hai là về nhiên liệu máy bay. Nhiên liệu máy bay phục hồi khi hầu hết tất cả các quốc gia, đặc biệt như chúng ta cũng đang mòn mỏi chờ đợi Trung Quốc mở các cái tour du lịch tới Việt Nam ấy, đúng không? Thì khi tất cả mọi thứ trở lại bình thường, rõ ràng là nhu cầu về nhiên liệu máy bay cũng tăng lên. Cái thị trường về chúng ta chưa cần phải đánh giá về toàn cầu, chỉ cần nhìn ngay tại Việt Nam chúng ta cũng thấy là ở cái thời điểm cuối năm 2022 ấy, các bạn có thể thấy là cái ngành hàng không nó phục hồi rất là khủng khiếp, khi mà tất cả các hãng hàng không đều phải tăng chuyến. Vậy thì cái nhu cầu về cái nhiên liệu máy bay nó cũng tăng rất là mạnh, đúng không? Các nước OECD thì cái nhu cầu của nó theo một cách nào đấy nó lại giảm. Rồi, về nguồn cung, chúng ta xem xét qua một chút về cái nguồn cung. OPEC Plus hiện tại họ đang có cái dự định là sẽ tăng thêm khoảng 1 triệu thùng một ngày trong năm 2023. Như vậy là so với cái tổng nhu cầu 1.9 triệu thùng một ngày thì cái mức tăng của OPEC này dường như là chưa đạt, đúng không? Có nghĩa là chưa khớp cái nguồn cầu, cho nên có thể giá dầu nó sẽ còn bị đẩy cao lên một chút nữa trước khi nó có thể giảm trở lại. Như vậy là chúng ta thấy là rõ ràng các cái quốc gia mà đang kiểm soát cái nguồn cung dầu thế giới, họ không muốn tăng cung vượt quá cầu để cho giá dầu phải giảm. Và cái nguồn cung của, đây là tổng nguồn cung của khối các nước OPEC Plus, thì các bạn có thể thấy là top 10 đang chiếm một cái lượng rất là lớn, đúng không? Còn Đối với tổng của OPEC thì nó đạt được khoảng là 33.75. Đây là cái nguồn cung gọi là bền vững, nó sẽ không bị mất đi. Nhưng mà tất cả các cái quốc gia, cái vấn đề đối với nguồn cung của các cái khối OPEC ở đây nó là cái gì? Đó là cái giới hạn để sản xuất dầu nó chỉ đạt được cái ngưỡng đấy mà thôi, và họ sẽ có thêm một cái khoản dự phòng nào đấy, đâu đấy khoảng 15% so với tổng sản lượng hiện tại, chứ không có quốc gia nào có thể đưa ra được một cái khoản dự phòng lên tới khoảng 50% cả. Và để gia tăng cái nguồn cung thêm khoảng 10 hoặc 15% nữa thì bắt buộc người ta sẽ phải đầu tư thêm, khai thác thêm và thậm chí là thăm dò thêm các cái mỏ mới để cung cấp vào cái nguồn cung hiện có đấy. Thì cái quá trình đấy nó sẽ mất đâu đấy khoảng 2 tới 3 năm. Có nghĩa là nếu như các khối OPEC Plus này muốn gia tăng thêm khoảng 20 hoặc 25% so với cái mức là khoảng 1 triệu thùng bây giờ, thì họ sẽ phải mất một cái độ trễ về thời gian khoảng 2 tới 3 năm nữa thì nó mới đạt được cái ngưỡng như vậy. Như vậy là nhìn trong trung và dài hạn thì họ chỉ đâu đấy sẽ tập trung và dao động. Tức là cái tổng nhu cầu thị trường bây giờ nó đang 101 thì họ sẽ lên được, tổng nó rơi vào đâu đấy khoảng 110 triệu thùng mỗi ngày, chứ không thể nào vượt quá cái ngưỡng đấy được, đúng không? Vì cái hạn chế về khả năng sản xuất hiện tại. Rồi, đây là tổng lượng cung cấp của các cái nước không thuộc khối OPEC. Thì hiện tại nó cũng đạt được một cái con số ở cái ngưỡng bền vững đó, nó rơi vào tầm khoảng 49.63 triệu thùng mỗi ngày. Đây là con số bền vững nhé. Và họ cũng gặp cái vấn đề về cái giới hạn năng lực sản xuất tương tự như các cái quốc gia khác. Vì đặc thù mà, đúng không? Việt Nam chúng ta cũng thế, kể cả muốn khai thác, muốn làm cái gì đấy, nó đều phải mất một cái quá trình rất là dài. Sau khi khai thác, thăm dò, đặt các cái mũi khoan thăm dò và phát hiện ở khu vực đấy có dầu mỏ, thì người ta sẽ phải xem xét và đánh giá là cái sản lượng của cái mỏ đấy, nó khi mà thực hiện việc khai thác thì nó có sinh lời hay không, hay nó không đạt tới cái ngưỡng để người ta khai thác. Thì nếu như nó đạt thì người ta sẽ bắt đầu người ta xây dựng các cái giàn khoan, người ta khai thác và người ta xử lý. Nhưng nếu không đạt thì bắt buộc họ lại phải thực hiện các cái công cuộc tìm kiếm khác, đúng không? Chúng ta có một số các cái quốc gia đang trở thành các cái nguồn cung lớn của Hoa Kỳ, của toàn thế giới. Thì theo một cách nào đấy, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã hồi sinh cái ngành khai thác dầu khí của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ trước thời Tổng thống Donald Trump á, thì họ là một trong những cái quốc gia nhập siêu dầu, với hai cái nguồn cung lớn nhất của họ là Ả Rập Xê Út và Canada. Thì bây giờ nhờ cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Hoa Kỳ trở thành quốc gia xuất khẩu dầu lớn hàng đầu thế giới. Trong khi đấy thì Nga đang bị hạn chế lại bởi vì các cái lệnh trừng phạt của khối Liên minh châu Âu EU. Và hiện tại khách hàng lớn nhất của Nga chỉ là Trung Quốc và Ấn Độ mà thôi. Nguồn cung lớn thứ hai là đến từ Canada. Ở đây là tôi đang xem xét các cái quốc gia ở khu vực Nam Mỹ, còn các cái quốc gia ở khu vực Trung Đông thì chắc chắn họ vẫn luôn luôn nằm top các cái quốc gia cung cấp cái lượng dầu mỏ và khí đốt rất lớn rồi, đúng không? Đó. Brazil cũng nổi lên là một trong những cái ông có cái nguồn cung dầu mỏ rất là lớn. Guinea. Bây giờ chúng ta xem xét một chút về ông Nga. Ông này là một trong những ông đang gặp rất là nhiều vấn đề khi mà mở cái cuộc chiến. Thứ nhất là cái sản lượng của ông này bắt đầu giảm. Thì rõ ràng cái khi mà các cái quốc gia khác tăng lên một chút, nhưng chúng ta xem xét là tổng cái mức tăng trung bình một ngày của các khối OPEC là khoảng 1.9 triệu thùng, mà ông Nga giảm 200.000 thùng thì nó bằng đâu đấy khoảng 10%, đúng không? Như vậy nó làm căng thẳng thêm, tức là nó tạo ra cái khoảng cách giữa cung và cầu ấy. Nên là giá dầu hiện tại chúng ta thấy là nó vẫn đang neo các cái ngưỡng rất là cao, đúng không? Mặc dù là thế giới về tất cả mọi thứ đã trở lại cái ngưỡng cân bằng nào đấy, nhưng theo một cách nào đấy thì cái nguồn thiếu hụt, cái nguồn cung từ Nga này nó khiến cho giá dầu vẫn còn neo ở cái ngưỡng rất cao. Mức hiện tại của Nga đang là 7.8 triệu thùng một ngày, có nghĩa là ông này cũng thuộc cái dạng sừng sỏ, đúng không? Bởi vậy cho nên là trước đây thì ông ấy cũng là một trong những top nằm trong các cái quốc gia của khối OPEC kiểm soát nguồn cung dầu mỏ của toàn thế giới. Khách hàng lớn của ông này đang, cái nguồn xuất khẩu lớn đang là dầu diesel, nó tăng rất là mạnh, khoảng 1.2 triệu thùng một ngày. Đây là lý do tại sao mà ở một số các thời điểm chúng ta thấy là giá xăng, giá dầu diesel tăng cao hơn giá xăng, đúng không? Nhưng mà hiện tại thì nếu như tôi nhớ không nhầm thì nó đã xuống dưới cái ngưỡng đấy rồi, do một phần là ông này đã tăng rất là mạnh cái xuất khẩu dầu diesel này. Bởi vì cái sản lượng dầu của Nga nó sụt giảm, thành ra là họ mất đi các cái khách hàng, đặc biệt là khối Liên minh châu Âu, khiến cho doanh thu dầu của Nga giảm tới 3 tỷ đô mỗi tháng. Một phần nữa mà chúng ta thấy nó tác động trực tiếp tới doanh thu của Nga đó là việc Mỹ đồng thời cũng là nhà cung cấp khí hóa lỏng hàng đầu của châu Âu. Hầu hết các cái lượng khí đốt được cung cấp qua các cái đường ống Nord Stream, nếu như tôi nhớ không nhầm thì nó đã dừng toàn bộ rồi. Châu Âu đang tìm kiếm các cái nguồn cung cấp khí đốt mới, đặc biệt là khí hóa lỏng. Cho nên là cái doanh thu của Nga đang giảm rất là nghiêm trọng. Sắp tới thì tôi không rõ là Nga sẽ còn gặp những cái vấn đề gì nữa, khi mà với 3 tỷ đô giảm mỗi tháng thì trung bình một năm chúng ta thấy là Nga sẽ mất khoảng 36 tỷ doanh thu. Cái này sẽ trừ trực tiếp, sẽ giảm trực tiếp trên GDP của Nga nhé. Và từ đấy chúng ta có thể ước đoán một phần nào đấy cái lượng GDP Nga sẽ sụt giảm so với năm trước đấy, đúng không? Doanh thu hiện tại của ông này đang là 12.6 tỷ đô. Wow! Điều này có nghĩa là hiện tại Nga vẫn đang có GDP từ cái mảng này rất lớn, đúng không? Nếu như theo cái con số này thì một năm ông này sẽ thu về đâu đấy là khoảng 150 tỷ đô từ cái nguồn này. Đó. Bây giờ chúng ta phải xem xét qua một chút về cái dự trữ dầu thô trên toàn cầu. Dự trữ dầu thô trên toàn cầu nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có cái góc nhìn tổng quan về cái thị trường dầu mỏ thế giới, giúp cho chúng ta biết là vậy thì ở cái ngưỡng dự trữ như vậy nó sẽ tác động như thế nào đối với cái cung cầu của thị trường. Bởi vì chúng ta biết là khi mà giá dầu lên cao quá, có phải là ngay lập tức các cái chính phủ đã bắt tay với nhau xả kho dự trữ rồi, đẩy giá dầu xuống. Vậy thì cái dự trữ dầu thô đóng vai trò cực kỳ thiết yếu. Ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là có những thời điểm mà chúng ta thấy các cái thông tin là sẽ đấu giá hàng triệu thùng dầu xăng, đúng không? Thì nếu như dự trữ mà duy trì ở mức cao á, nó sẽ đảm bảo là có khả năng giá dầu sẽ tăng nhưng sẽ bị hạn chế ở mức giá nào đấy. Thì dựa vào cái lịch sử trước đây chúng ta thấy là khi giá dầu ở ngưỡng 109 đô một thùng, giá dầu ở ngưỡng 120 đô một thùng và giá dầu ở ngưỡng lên 128 đô một thùng, ngay lập tức các chính phủ bắt đầu vào cuộc xả kho dự trữ, đẩy giá dầu xuống và ngay lập tức giá dầu giảm cái eo phát xuống dưới 100 đô một thùng, đúng không? Vậy thì hiện tại là giá dầu, tổng dự trữ dầu toàn cầu đã tăng khoảng 79.1 triệu thùng mỗi tháng, tức là cao nhất từ năm 2021. Điều này có nghĩa là dầu có thể sẽ hạn chế cái đà tăng của nó. Có thể nó vẫn tăng nhưng nó sẽ hạn chế đâu đấy ở cái ngưỡng 100 đô. Vì nếu như giá dầu vượt lên ngưỡng 100 đô, có thể cái kịch bản là các cái chính phủ họ sẽ tiếp tục xả kho dầu. Điều này có nghĩa chúng ta có quyền kỳ vọng nếu như dầu lên tới 100 đô một thùng, chúng ta bắt đầu tìm cơ hội để bán dầu, giống như các cái giao dịch mà tôi bán khống ở cái thời điểm hồi năm 2022 mà tôi có chia sẻ ở cái slide trước á, thì các bạn sẽ thấy là đấy là một trong những cái chúng ta có thể dựa vào những cái thông tin tổng quan về thị trường như này để đánh giá và đưa ra các cái chiến lược, đúng không? Rồi, Các nước ngoài OECD thì nó đang ở ngưỡng tăng là khoảng 43.9 triệu thùng, tức là một con số rất lớn đúng không? Nó đảm bảo cho chúng ta, mặc dù giá dầu bây giờ mà tăng lên 100 đô một thùng thì nó cũng không, tức là nó không vui vẻ gì đối với chúng ta. Xăng trong nước có khi nó phải lên tới khoảng 28.000, đúng không? Đây là các cái nước ngoài OECD, nó dự trữ khoảng 2.000, tổng dự trữ của nó nhé, 2.779 triệu thùng. Ở kia là mức tăng nhé, còn bây giờ là tổng dự trữ của nó là 2.779 triệu thùng, tức là một cái lượng dự trữ rất là lớn, đúng không? Đủ để xả ra và tác động tới cái giá dầu. Bởi vì khi mà giá dầu tăng cao chắc chắn lạm phát sẽ tăng, mà lạm phát tăng thì lãi suất tăng, lãi suất tăng thì chắc chắn thị trường chứng khoán lại giảm. Và biết đâu được, nhờ lãi suất tăng các bạn lại tìm được cái cơ hội big short giống như năm 2022 thì sao? Tất nhiên là nó sẽ không tốt đối với cái túi tiền của bạn đâu, khi mà bạn đi chi tiêu á. Cái mức dự trữ này thì nó cao hơn khoảng 37.1 triệu thùng so với năm 2022. Đây là mới nhất năm 2023 nhé. Nó đã cao hơn 37.1 triệu thùng. Và chúng ta biết là ở cái thời điểm mà các cái chính phủ họ xả thì họ xả đâu đấy trong vòng có 2 hoặc là 3 tháng thôi. Và mỗi ngày họ xả khoảng 2 triệu thùng. 2 hoặc 3 tháng mỗi ngày họ xả khoảng 2 triệu thùng thì nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng 120 triệu thùng tới 180 triệu thùng tổng lượng xả cho một đợt, đúng không? Thì nó chưa nhằm nhò gì về cái mức dự trữ như thế này. Đấy. Rồi. Nhưng mà chúng ta lại phải chú ý một chút là nó thấp hơn một chút so với cái trung bình 5 năm nhé. So với năm 2022 thì nó tăng đấy, nhưng mà so với cái mức trung bình 5 năm thì nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, nó có một cái độ tăng trung bình bây giờ đang rất là lớn, cho nên là tôi cho rằng là tới khoảng giữa hoặc là tầm khoảng quý 3 năm 2023 thì cái tổng lượng dự trữ nó sẽ cao hơn cái mức trung bình 5 năm so với cái mức dự trữ mà nó tăng hiện tại ấy. Rồi, một yếu tố nữa có thể sẽ ảnh hưởng tới thị trường dầu mỏ và thị trường năng lượng toàn cầu, đó là cái năng lượng tái tạo. Thì ở cái mảng năng lượng tái tạo này, báo cáo năm 2021 cho chúng ta thấy nó có một khoảng trống. Ở đây các bạn thấy đây là người ta kỳ vọng tới năm 2030 nhé, nhưng mà chúng ta xem xét ở năm 2021 kìa. Thì cái tỷ trọng năng lượng tái tạo giữa đây là chúng ta có từ năng lượng hydro này, năng lượng gió này, năng lượng mặt trời này, năng lượng sinh học này và các cái loại khác, thì nó tăng đều qua các năm, đúng không? Nó tăng đều. Khi mà thằng này tăng thì rõ ràng cái thị phần của cái mảng dầu mỏ và khí đốt nó sẽ bị thu hẹp lại. Nó sẽ thu hẹp lại, chắc chắn nó sẽ thu hẹp lại. Cho nên chúng ta phải theo dõi rất kỹ tình hình như này. Và khi mà nó đạt tới một cái ngưỡng nào đấy, người ta đang kỳ vọng ở năm 2030 kìa, nó sẽ đạt tới cái ngưỡng mà cái thị phần của ông dầu mỏ và ông khí nó sẽ co lại rất là nhiều, gần như là thay thế toàn bộ luôn. Thì đấy là cái lộ trình của người ta có thể đưa ra như vậy. Đây là cái dự kiến giai đoạn năm 2022 tới năm 2027 này. Đó. Thay đổi rất là lớn đúng không? Đây là tính theo gigawatt. Đó. Chúng ta xem các cái quốc gia. Trung Quốc, năng lượng tái tạo đang dẫn đầu. Sau đấy là khối Liên minh châu Âu EU. Đây chính là câu trả lời cho lý do tại sao mà EU vượt qua được cái mùa đông khó khăn vừa rồi. Thì ngoài cái việc là họ có khí hóa lỏng, ngoài cái việc họ được mua giá dầu với đối tác thân cận Hoa Kỳ với giá rất cao để bù đắp cho cái thiếu hụt từ Nga, thì năng lượng tái tạo đóng một cái vai trò quan trọng trong cái chính sách năng lượng của khối Liên minh châu Âu trong cái đợt vừa rồi. Và chính nhờ cái giá dầu cao như vậy cho nên là năng lượng tái tạo có cái cơ hội để phát triển mạnh hơn nữa. Bởi vì người ta biết là người ta sẽ không thể phụ thuộc vào dầu mỏ được nữa rồi, bắt buộc phải đầu tư cho năng lượng tái tạo nhiều hơn nữa thôi. Bởi vì đấy là năng lượng bền vững mà, đúng không? Và đó là lý do. Như vậy, cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta khi mà xem xét về cái năng lượng tái tạo này, với cái mức tăng trưởng mạnh như thế này, thì giá dầu sẽ bị hạn chế ở đâu? Và trong cái trường hợp khi dầu tăng tới cái ngưỡng nào, sẽ ngay lập tức ảnh hưởng tới trực tiếp tới nhu cầu dầu mỏ. Bởi vì chúng ta biết là khi mà giá dầu trên 100 đô một thùng, lập tức nhu cầu sẽ giảm. Ví dụ như các bạn đi ra ngoài bây giờ cũng đôi khi, nếu như giá dầu 100 đô tức là khoảng 28-30 nghìn một lít xăng, chắc chắn các bạn sẽ phải hạn chế đi lại. Và một khi năng lượng tái tạo đã chiếm cái thị phần đấy, thì đó chính là cái thị phần mà cái mảng dầu mỏ và khí đốt sẽ mất, không thể khôi phục được. Lưu ý là không thể khôi phục được nhé. Nó đã chiếm 1% thị phần nào đấy rồi thì thằng kia sẽ không thể khôi phục được nữa. Và ở Việt Nam chúng ta hiện tại cái nhu cầu đi xe đạp điện rồi ô tô điện, tất cả mọi thứ cũng đang có gia tăng, đúng không? Vậy thì ông nào mà đầu tư chứng khoán Việt Nam có thể đầu tư ngành điện. Trong một vài năm tới, nhu cầu về điện mà nó mà thay thế được đâu đấy khoảng 10-20% cái nhu cầu về dầu mỏ, thì giá cổ phiếu của cái ngành điện có thể sẽ tăng rất là mạnh. Trong trường hợp nếu như không muốn đầu tư cổ phiếu ngành điện mà muốn đầu tư tổng thị trường thì có thể đầu tư VN30 trên Xstation, đúng không? Rồi, chúng ta thử xem xét. Đây là cái thị phần của các cái mảng năng lượng. Chúng ta có khí tự nhiên này, chúng ta có năng lượng tái tạo này, năng lượng hạt nhân này, dầu mỏ này. Thì các bạn có thể thấy là cái năng lượng tái tạo năm 2021 thị phần nó cũng đã gia tăng đáng kể. Trong khi đấy các cái loại khác thì giảm đi, đúng không? Và dự kiến năm 2027 nó sẽ có thể vượt, tức là cái thị phần của nó sẽ vượt so với các cái mảng khác, thậm chí vượt luôn cả dầu mỏ. Vậy thì liệu tới năm 2027 giá dầu có giảm thấp hơn nữa hay không thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm, đúng không? Nó là cái lộ trình người ta đưa ra thế thôi. Cái thay đổi, đây là cái biểu đồ mà người ta đang dự kiến với cái kỳ vọng là năng lượng mặt trời sẽ tăng, năng lượng gió cũng tăng luôn, cái thị phần nó sẽ tăng. Các cái loại khác ví dụ như là dầu mỏ và khí tự nhiên thì đều cắm đầu hết, tức là thị phần của nó sụt giảm rất là mạnh. Vậy thì trong trung và dài hạn có thể tới một cái mức giá nào đấy chúng ta nên thực hiện các cái lệnh chờ bán, đúng không? Thậm chí bán nuôi nó dài hạn cũng được luôn. Rồi, đó là tổng quan về cái thị trường dầu mỏ. Thế thì khi mà chúng ta xem xét như vậy, chúng ta thấy là trong ngắn hạn, trong năm 2023 chúng ta vẫn thấy có một cái mức độ chênh lệch về cung và cầu, đúng không? Tổng cái nhu cầu thực tế thì đang tăng mạnh hơn, còn tổng cái nguồn cung mà tất cả các cái quốc gia có thể đáp ứng bền vững hiện tại đang thiếu hụt so với lại cái nhu cầu thực tế, và họ chỉ có thể gia tăng được tới một cái ngưỡng nào đấy. Ngoài ra thì cái việc gia tăng nguồn cung hiện tại nó sẽ phụ thuộc một phần vào các cái quốc gia nằm trong khối OPEC và nó sẽ phụ thuộc vào các cái thỏa thuận mà họ đưa ra trước đấy. Vì mỗi một thỏa thuận đấy nó sẽ có cái lộ trình khoảng 6 tháng tới 1 năm cho tới khi họ xem xét và điều chỉnh lại. Thì trong cái thời điểm đấy gần như không quốc gia nào được phép tăng sản lượng khai thác của họ. Vậy thì nếu như nhu cầu mà tiếp tục gia tăng, các quốc gia OPEC không thể tăng sản lượng khai thác thì nó sẽ xảy ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là dẫn tới chia rẽ trong nội bộ khối OPEC và OPEC Plus. Điển hình gần nhất mà chúng ta thấy khi mà giá dầu nó tăng trong cái đợt vừa rồi, lý do là cái gì? Là do các tiểu vương quốc Ả Rập muốn rút khỏi khối OPEC bởi vì các ông đang bị hạn chế nguồn cung. Vấn đề đặt ra là tại sao giá dầu đang cao như vậy mà tụi mày cấm tao khai thác? Tao muốn tăng doanh thu, tận dụng cái thời điểm giá dầu cao như này. Sao chúng mày không cho bọn tao tăng thêm mà phải thông qua thằng thằng Saudi Arabia, đúng không? Thì đó là cái xung đột và rạn vỡ trong trường hợp nếu như xảy ra vấn đề gì. Có thể đấy sẽ là tín hiệu tích cực cho nguồn cung. Một khi nguồn cung mà tích cực thì giá sẽ thay đổi. Vậy thì trong năm 2023 các bạn sẽ phải theo dõi một cái điểm, đó là sự rạn nứt trong mối quan hệ và các thỏa thuận của khối OPEC có thể tác động tới nguồn cung. Thì khi mà rạn nứt như vậy, muốn giữ lại, bắt buộc ông sẽ phải xem lại chính sách và ông cho phép các quốc gia khác khai thác thêm. Thế thì trong ngắn hạn có thể dầu vẫn sẽ tăng giá, nhưng trong trung và dài hạn hãy coi chừng dầu có thể giảm giá vì cái rạn nứt đấy. Và một phần nữa là vì cái mảng năng lượng tái tạo đang chiếm một cái thị phần ngày càng lớn, và cái thị phần đấy mỗi khi mà nó tăng thêm thì cái mảng thị phần về dầu mỏ và khí đốt sẽ không thể phục hồi lại được nữa. Đó là những cái ý tưởng và cái tổng quan về thị trường dầu mỏ theo cái câu hỏi mà Đạt đưa ra, tôi muốn chia sẻ cùng với các anh chị và các bạn. Mời Đạt ạ. Vâng, cảm ơn anh Triều với cái lời chia sẻ, những giải thích rất là kỹ cho cái tình hình giá dầu và năng lượng. Thì lúc nãy Đạt còn nói là cái khóa học của anh Triều thì rơi vào ngày 23 tháng 4, Đạt xin lỗi một chút, Đạt xin đính chính lại, đó là ngày 24 tháng 3 tháng này và thứ Sáu rồi. Cảm ơn anh Triều. Về câu hỏi tiếp theo ấy, để khi mà mình nói đến cái thị trường dầu thì đó là cái thị trường mà hàng hóa, thì ở Việt Nam như rất là nhiều các thị trường châu Á, thị trường hàng hóa mà thì sẽ rất là hot. Nếu mà nói về dầu thì chắc là không thể nào bỏ quên một cái thị trường rất là quan trọng trong thị trường châu Á, đó là thị trường vàng. Thì trong cái giai đoạn nguy cơ như này thì khá nhiều người sẽ tìm một cái nơi trú ẩn, và vàng thường là cái mà các nhà đầu tư hay tìm tới như một cái tài sản trú ẩn. Thì những ngày hôm qua ấy, thì chắc mọi người cũng biết là giá vàng cũng có một cái cú trượt rất là đột ngột, từ 1851 xuống dưới mốc dưới 1820 thì trong tích tắc, và hiện tại thì đang lưng chừng ở 1825 vừa có đợt tăng trở lại nhẹ. Thì chắc là câu hỏi này em sẽ dành cho anh Minh Lee. Thì đối với anh Minh Lee ấy, thì anh nhận định sao giá vàng trong cái thời điểm hiện tại chúng ta sẽ nên giao dịch theo cái phương pháp nào sẽ hợp lý, và nhận định của anh về cái xu hướng vàng trong thời gian tới sẽ thế nào? Ok, cảm ơn Đạt về câu hỏi rất là hay. Thì để mình sẽ chia sẻ cái màn hình của mình để cho mọi người tiện theo dõi. Ở đây như ở trên màn hình thì các bạn đang nhìn thấy là biểu đồ của vàng ở trên phần mềm Xstation. Và đối với Xstation thì mình thấy cái nó rất là hay, nó có nhiều cái công cụ và mình add được bao nhiêu cái nó cũng được. Đấy là một cái mình đánh giá hay nhất. Và cái điều nữa mà đúng như bạn Đạt lúc nãy có nói là thị trường vàng bây giờ nó là thị trường nó mình không đánh giá cao vì cái tính an toàn của nó nữa, mà bây giờ nó cái thời điểm nó tương đối rủi ro. Tất cả những cái đến từ cái sự kiện là non-farm từ đợt tháng 2, từ cái ngày đầu tháng 2, và mình vẫn nhớ trong cái thời điểm đấy khi mà giá vàng nó từ khu vực 1942. Và khi mà các bạn quay trở về thời điểm đấy, cái thời điểm 1942 thì lúc ấy mình thấy phải đến giống như kiểu Bitcoin đợt mà nó lên ấy, ai cũng kỳ vọng lúc đấy nó lên 195 rồi sẽ target lên đến 2000 và thậm chí là 2500 ở trong cái thời gian cuối năm nay. Nhưng mà vàng bao giờ nó cũng để lại cho chúng ta rất là nhiều cái mà suy nghĩ và rất là nhiều cái làm cho chúng ta hồi hộp, nhất là ở trong cái tuần này, và nó diễn biến từ cái hôm thứ Ba khi mà nó có cái sự sụt giảm của nó lên đến phải 40 pip ở trong cái hôm đó. Và trong ngày hôm qua thì nó là một cái đợt tra tấn nữa khi mà vàng nó đi lên đến 1920, 1921 xong lại quay đầu giảm điểm. Và đến ngày hôm nay thì nó lại tăng trở lại. Và nếu các bạn có xem tin tức cũng như là nếu các bạn có nắm được những tin tức thì có một vài thông tin chúng ta sẽ cần quan tâm và cần lưu ý. Thứ nhất là cái tin non-farm về ngày mai, và trước khi có cái tin non-farm về ngày mai thì chúng ta có một cái tin liên quan đến trợ cấp thất nghiệp vào hôm nay. Và thường thì ở Việt Nam mọi người hay xem một cái nó đơn giản thôi, đấy là tin màu đỏ thì vàng nó lên và tin màu xanh thì vàng nó xuống. Và đúng là ở trong ngày hôm nay thì tin nó là tin màu đỏ, và các bạn đã thấy đà nó đã đi lên và nó đi lên ở trong một cái nhịp nó tương đối là mạnh, đúng không ạ? Cái số việc làm ở đây thực tế nó là gì ạ? Cái số việc làm ở đây thực tế là nó 211.000 việc làm, nó lớn hơn so kỳ trước và lớn hơn rất nhiều so với con số kỳ trước đấy nữa. Và những cái này nó sẽ đè nặng và nó sẽ đặt một cái áp lực lên vai của Fed. Đấy, liệu rằng cái việc mà tăng lãi suất nó sẽ có tăng nữa không, khi mà ở trong cái hôm phiên điều trần ngày hôm tư và ngày hôm thứ ba thì đâu đó có nhấp nhả về cái việc là bây giờ chúng tôi sẽ không tăng lãi suất ở mức 25 điểm nữa mà chúng tôi lại tăng lên 50 và tăng lên 75 thì sao, đúng không? Vậy thì những cái bước tiến đấy nó sẽ làm bạn đi đâu? Mình sẽ gửi cho mọi người cái nhận định cá nhân của mình vào đây, những cái dựa trên những kinh nghiệm cũng như là những cái của mình đã có ở trong quá khứ để gửi cho mọi người, để cho mọi người có thể tham khảo thêm. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đây là khung thời gian là khung D1, đúng không ạ? Và mình dạo này hay thích nhìn những khung này vì mình cho rằng những cái khung thời gian nhỏ nó không có nhiều cái tính để mình tham khảo lắm. Mặc dù là mình hay đánh scalp và hay phân tích trong scalp thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng ở khu vực 1825 và khu vực 1810 này sẽ là khu vực đấu tranh, khu vực giằng co nó tương đối là khó chịu của vàng. Và theo như những cái gì của mình nghĩ thì ở đây chúng ta có một cái nến đỏ, một cái nến nhấn chìm hôm thứ ba khi Fed có phiên điều trần ngày đầu tiên, đúng không ạ? Và cái ngày hôm nay thì nó là một cây nến, các bạn thể nhìn, mình nghĩ là nhiều người khi mà nhìn vào cái bộ nến này sẽ nghĩ rằng đây là một cái bộ nến đảo chiều gì đó, đúng không ạ? Mới cái nến đỏ dài, mới cái nến lưỡng lự, xong ngày hôm nay mới cái nến nó đi lên và nhiều người sẽ kỳ vọng là giá nó sẽ đi lên, đúng không ạ? Vậy thì đối với mình, cái công cụ mình vẫn hay sử dụng mà mình khá là ưa thích đấy là mình vẫn sử dụng Fibo giống như mọi người thôi. Và đối với cái nhịp lên này thì mình cũng kỳ vọng nó sẽ lên quay trở lại khu vực 1835 là cái khu vực mà mình đang chờ đợi ở trong thời điểm hiện tại đó, ở trên khu vực này. Và nếu mà nhìn một cái câu chuyện nữa về ngắn hạn hơn thì mình thấy trong ngày hôm nay có rất là nhiều bạn đã hơi vội vàng trong cái việc là đi làm gì ạ? Các bạn đã hơi vội vàng trong việc là đi sell vàng. Vì cũng cái này nó cũng là cái kinh nghiệm của mình thôi. Đấy chính là sau những thời điểm có tin ấy, tốt nhất là các bạn nên ngồi chờ tầm đâu khoảng 1 tiếng để cho tin nó chạy và tin nó thị trường nó hấp thụ hết những cái tin đấy trước khi các bạn làm gì ạ? Trước khi các bạn đưa ra những ý kiến cũng như là trước khi các bạn đưa ra những cái nhận định của mình. Vì các bạn sell vàng mình thấy là hầu như các bạn sẽ sell ở trong cái đoạn này này, cái kênh đến rút dầu ở đây. Và lý do tại sao các bạn không nên sell nó khá là đơn giản thôi, đấy chính là gì ạ? Các bạn nhìn thấy cái lực đẩy ở lên của nó, một cây nến nó tương đối là dài và đây là một cây nến rút dâu và thường nó sẽ là một cây nến kiểu nó dụ mọi người để mọi người đi xuống thôi, đúng không ạ? Và nếu các bạn so sánh về cái mặt cảm giác, về cái mặt trực quan ấy, gần như ở đây mình sẽ không có dùng nhiều chỉ báo vì mình biết là chỉ báo nó đâu đấy nó có những cái độ trễ nhất định và nó không có những cái mức độ tin tưởng nó quá là nhiều ở trong những cái thời điểm nó tăng hoặc nó giảm mạnh, nhất là trong thời điểm mà nó nhạy cảm với tin tức như ở thời điểm này. Thì đây các bạn nhìn thấy đơn giản nhé, đây là một cây nến xanh tăng mạnh này, đây là một cây nến đỏ, đúng không ạ? Nhưng mà so sánh về cảm quan thì các bạn thấy cái cây nến này nó không là gì so với cái nhịp tăng ở trước đây. Và nếu các bạn zoom nhỏ lại cái đà tăng của nó từ cái khu vực 1810 lên đến khu vực này thì mỗi cái cây nến M5 này nó không thể nào nó đảo chiều nguyên được con sóng đấy đâu. Nên là các bạn nhiều khi các bạn hay bị vội quá nên các bạn bỏ qua những cái điều đó thì nó khá là phí. Còn về cái dự đoán ở trong dài hạn thì như mình đã nói thì mình vẫn kỳ vọng nó đâu đấy nó sẽ có một nhịp nó nhích lên được khu vực 1833 và khu vực 1835. Rồi sau đấy thì có vẻ là đến khu vực đấy nó sẽ cần thời gian và đến lúc đấy ngày mai chúng ta có tin về non farm thì nó sẽ có được những cái quyết định chúng ta tiếp. Và mình chưa có một cái nhận định gì rõ ràng nhưng mà trong đầu mình hay cảm giác về cái nhịp của vàng đấy chính là gì? Như kiểu là nó ngày hôm trước nó giảm bao nhiêu thì ngày hôm nay nó sẽ tăng bù trở lại bấy nhiêu. Thì đấy là một cái mà có vẻ như là mình nghĩ nó sẽ thiên về cái việc là nó sẽ đi lên nhiều hơn ở trong buổi tin non farm ngày mai, Còn nếu mà để nói về một cái công cụ nào để giúp cho các bạn có thể đánh cũng như là các bạn để phân tích vàng một cách nó dễ và một cách nó đơn giản ấy, mình đề cao những cái nó đến từ những cái cơ bản và đến từ những cái nó gốc gác của vấn đề. Thứ nhất là các bạn cần phải biết được về hỗ trợ kháng cự, những cái mốc key level, đúng không ạ? Ngoài ra là nến, đấy là những cái mà rất là hay, các bạn để xem và các bạn để tìm lại. Mình thì nhìn về đồ thị và mình nhìn về cái con đường ngắn hạn nó nhiều. Nhưng mà như các bạn đã thấy mình không dùng quá nhiều chỉ báo đâu, bình thường mình dùng những cái đường MA. Và ở trong cái buổi ngày hôm nay, với cái phương pháp mà mình muốn chia sẻ với mọi người cùng với XTB, đấy là mình muốn chia sẻ cho mọi người cái phương pháp này. Nó dùng MACD nó khá là dễ thôi. Mình sẽ đưa cho mọi người một vài key chính, nhé. Đó. À quên nữa, có một cái điều mình vẫn luôn nhắc đến cho các bạn là dù các bạn tham gia vào thị trường vàng, thị trường CFD hay bất cứ một thị trường nào khác thì cá nhân mình đánh giá đây là một cái thị trường nó rất là rủi ro. Rủi ro nó đến từ cái việc từ phía các bạn thôi. Đấy chính là các bạn không lường trước được cái số lot các bạn đánh và các bạn bị thua. Nhiều khi các bạn cứ nghĩ là thị trường nó dễ trong những cái đợt trước, nhưng mà trong cái hôm thứ ba vừa rồi nó tụt 40 giá thì không ai nghĩ đến cái câu chuyện đấy. Xong sau khi nó tụt thì nó lại đi lên và các bạn lại kẹt xe ở dưới, còn những cái người kẹt bài trên nó vẫn kẹt, và nó gần như là một cái vòng luẩn quẩn ấy. Nên như mình đã nói, mình hay Triều hay tất cả những người khác đều nói thì cái câu chuyện chính của chúng ta là gì? Các bạn phải có một cái hiểu luật chơi ngay từ đầu, còn nếu không thì các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ fail. Đó. Thì cái này mình gọi là một cái mô hình ABCD và mình kết hợp với MACD thôi. Về logic nó cũng khá là đơn giản. Cái việc đặt tên đấy là chỉ giúp cho các bạn dễ hình dung, đúng không ạ? Và ở trong cái slide này thì nếu lát nữa mình cần thì mình sẽ gửi lại slide này cho XTB, và các bạn thì nhờ XTB, các bạn có cái email đó thì các bạn thì nhắn với XTB hoặc là gửi mail gì đó thì bạn sẽ gửi cho các bạn cái slide này nếu các bạn cần. Rồi ở đây thì mình sẽ nói qua nhé. Nhìn vào đây thì mình tin chắc là đây là một cái nó dễ dàng, các bạn thể áp dụng và các bạn thể nhìn thấy ở trong thực tế. Nó ABCD là gì? Đây là cái điểm A này, đây là cái điểm B và đây là cái điểm C. Về cơ bản ấy, đây là một con sóng tăng này, xong sau đấy nó có một cái nhịp hồi, và từ cái nhịp hồi này chúng ta tìm kiếm một cái gì đó để chúng ta xác nhận, đúng không ạ? Và cái xác nhận đây thay vì chúng ta sử dụng RSI thì mình dùng ở trong trường hợp mà bắt những cú đảo chiều để quá mua của bạn, đấy là cái đơn giản rồi, đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta đang cần một cái để chúng ta tìm ra được cái động lượng của nó, một cái lực đẩy để giá nó đi lên, thì ở đây mình dùng MACD, và cái cấu phần ở trong MACD thì mình dùng là histogram. Đó. Đây nha, chúng ta sẽ đi tiếp này, mình sẽ mô tả này. Khi giá đi từ điểm C này nó phá lên và phá qua cái điểm B này thì cái điểm B ở đây là gì? Nó đóng vai trò như một cái ngưỡng kháng cự. Và nó có hai yếu tố ở đây các bạn sẽ cần phải nhớ. Thứ nhất là phá qua cái vùng kháng cự. Thứ hai nó có histogram của MACD nó ủng hộ cho cái lực tăng đấy thì sao? Thì nó sẽ có được đây là một cái entry, và đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu cho cái con sóng mới. Dừng lại ở đây một chút nữa thì tại sao cái phương pháp này với phương pháp mình đánh giá là phù hợp ở trong thời điểm hiện tại? Bởi vì các bạn nhìn thấy nhé, trong cái giai đoạn này nó có những cái nhịp mà nó tăng mạnh hoặc nó giảm mạnh, những cái nhịp nó tăng khá là cứng ấy, chứ nó không phải nhịp nó sideways sáng qua sáng lại. Thì trong cái nhịp này mình nghĩ là nó áp dụng cái phương pháp này khá là ok. Mình sẽ từ từ nói cho mọi người cái logic của các bạn. Còn ngược lại, trong một xu hướng giảm như chúng ta sẽ có cái đỉnh A này, nó hồi về đâu? Nó hồi về cái điểm B ở đây, và sau khi nó hồi về cái điểm B ở đây thì sao? Nó tạo một cái đáy, và sau đấy nó đi lên. Thì đi lên với cái điểm C này, chúng ta sẽ nhìn thấy này, cái điểm C nó vẫn thấp hơn điểm A, thì nó vẫn là tạo ra những cái xu hướng giảm, đúng không ạ? Nó vẫn đang tạo ra những cái đỉnh thấp dần, và chúng ta chờ đợi một cái confirm với một cái đáy thấp dần khi mà nó phá qua cái vùng hỗ trợ này, cộng với việc là MACD, cái histogram ấy nó chuyển thành màu đỏ thì là cái động lượng giảm nó vẫn còn, đúng không ạ? Thì do thì đơn giản là chúng có hai cái xác nhận như vậy. Và một cái nữa mình gọi là gì nhỉ? Mình có thể bổ sung thêm cho các bạn, đấy là chính là gì? Những cái điểm mà C này nó hồi về này thì nó hồi về đến đâu? Thì mình thấy là có cái mốc Fibo mà mọi người rất hay dùng đấy, mức Fibo 0.5 và 618. Thì khi mà điểm C nó hồi về trùng cái mốc đấy nữa thì cái mức độ tin tưởng của các bạn mình nghĩ nó sẽ cao hơn, và nó sẽ là một cái mức độ tin tưởng nó sẽ uy tín hơn cho mọi người để mọi người có thể tham khảo. Đó. Về đây là mô tả lại này. Khi điểm C phá xuống dưới và nó qua điểm B thì chúng ta thấy một cái xu hướng giảm nó rõ ràng. Và với những cái đáy thấp dần và những cái đỉnh thấp dần thì cái xu hướng giảm tiếp theo là cái xu hướng giảm nó hoàn toàn các bạn sẽ dễ nhìn thấy, nó không quá là khó để các bạn thể thử sử dụng đâu. Rồi, cái này là cái slide mà mình nói thêm về cái MACD. Thì MACD sẽ gồm những cái cấu phần là đường histogram này, đường MACD và đường signal. Nhưng ở đây các bạn gần như các bạn không cần quan tâm quá nhiều MACD và signal, bạn chỉ cần quan tâm đến histogram này là chính, đúng không ạ? Rồi nhá, bây giờ lại ôn lại một lần nữa, bởi vì mình biết cái quá trình mình nói các bạn sẽ bị nhiễu hoặc là các bạn sẽ bị không tập trung, thì giờ mình sẽ nói lại. Đầu tiên khi các bạn nhìn vào đồ thị, các bạn sẽ cần phải tìm những cái điểm như này này. Trong một cái xu hướng tăng chúng ta tìm điểm A là điểm bắt đầu với xu hướng, điểm B là nó tạo ra một cái đỉnh, và điểm C là cái điểm nó sẽ hồi về, đúng không ạ? Đây là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh để chúng ta sẽ mua, chúng ta sẽ canh, chúng ta sẽ mua, các án án ra những cái vùng đấy. Sau đấy chúng ta sẽ tìm một cái điểm C này, thì cái điểm C này chúng ta đang thấy là cái điểm C nó bắt đầu có histogram nên nó là màu xanh, đúng không ạ? Nó từ màu đỏ nên chuyển sang màu xanh thì là gì? Lực bán ở đây nó đang dần nó cạn kiệt và nó chuyển sang lực mua nó đang tăng dần. Và đây cái điểm C, điểm chúng ta bắt đầu tập trung hơn. Lúc đầu mô hình ABCD này chúng ta là cái mô hình chúng ta đang chú ý. Điểm C đây chúng ta tập trung hơn. Và sau đấy nữa là gì? Gần như là khi mà những cái mô hình này xuất hiện, mình sẽ chờ đợi những cái nến breakout nó qua khỏi những khu vực này với những cái lực breakout nó mạnh ấy. Thì chúng ta sẽ có cái phương pháp là gì? Chúng ta sẽ đi tạm gọi là đu theo con sóng này, và chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ? Nắm được ở trong cái điểm khởi đầu của con sóng, thì lúc ấy chúng ta sẽ có một cái lợi thế rất lớn so với thị trường. Đó. Còn ngược lại thôi, trong cái xu hướng giảm thì khá là tương tự, các bạn cũng sẽ có một cái hàng án, các bạn đi tìm cái mô hình ABC ở đây, đúng không ạ? Là trong đầu chúng ta có xu hướng giảm, đúng không ạ? Thì chúng ta đi tìm những cái này. Xong sau đấy chúng ta tìm đến cái thằng điểm C này, điểm C ở đây các bạn bắt đầu thấy là ở đây nó bắt đầu có những histogram nó màu đỏ, đúng không ạ? Và sau đấy nữa chúng ta đợi giá nó phá qua cái vùng hỗ trợ này bằng mỗi cây nến nó mạnh, với cây nến nó đỏ ở đây, đúng không ạ? Thì bạn nhảy vào các bạn nhìn xem. Tuy nhiên ấy, vấn đề ở đây là cái lý thuyết nó là như vậy, nhưng bạn sẽ cần một cái như này để tối ưu cho những cái entry các bạn. Và đây là cái điều mình vẫn luôn nói với mọi người, cũng như là luôn nói với toàn bộ những cái bạn nào mà hỏi mình, cũng như những cái bạn học viên của mình. Thường những cú breakout này mình sẽ một entry ở đây, và cái entry thứ hai thì hiển nhiên mình sẽ cho nó một cơ hội nó hồi về, nó hồi về đáy cũ hay hồi về đây thì lúc đấy mình sẽ tính. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ luôn có ít nhất là hai entry, chứ mình không bao giờ mình để một entry cả, vì một entry đối với mình bao giờ nó cũng khá là rủi ro. Nó cũng như tất cả những cái mọi việc ở trong cuộc sống, mình không bao giờ đưa cho mình một cái phương án mà mình luôn có một cái phương án pick up đó. Và nếu các bạn nắm được cái điều này thì cái việc mà các bạn tối ưu cái entry các bạn nó tốt hơn tương đối là nhiều đó. Và đây sẽ là một vài cái ví dụ các bạn sẽ thấy đi lên đi xuống và nó đi lên, đúng không ạ? Và các bạn cứ đi theo những con sóng này thì bạn sẽ đến được đó. Đây là cái phần ví dụ trên slide như mình đã nói. Lát nữa mình sẽ gửi lại cho các bạn XTB để các bạn để xem, theo dõi, các bạn để xem. Rồi chúng ta vào cái phần đồ thị trực tiếp để xem, nghĩ là nó có thể ok hơn để cho bạn dễ hình dung. Ở đây thì mình có đồ thị của vàng, và đối với cái phương pháp này các bạn thể áp dụng cho bất cứ khung thời gian nào cũng được, ở H4, H1, M15 các thứ nào kia đều áp dụng được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem trong thời điểm hiện tại chúng ta có cái gì nhé. Nếu các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy có vẻ đây giống cái ABCD, đúng không? A này, sau ở đây B nó nhích lên một chút, sau đấy đi xuống này, và sau đấy lại đi lên nữa. Và như các bạn đã nhìn thấy cái câu chuyện nó đã diễn ra rồi, thì là gì ạ? Cái đỉnh ở đây nó bị phá vỡ bởi cái nền tăng tương đối là mạnh, đúng không ạ? Và chúng ta có một nhịp nó đi lên. Còn đối với mình, mà nếu mà mình hay phân tích những nhịp ngắn ấy, thì mình nhảy vào mình đu cái cây này luôn. Thì mình lên đây tầm 24, 25 gì đó là mình chốt, mình rơi gần tới khoảng 23 pip. Đấy là cái thế mạnh của mình, chứ mình ngược lại với chiều hay đánh những cái lệnh swing và những cái lệnh dài vài trăm pip, vài nghìn pip. Đấy là điều mình rất là khâm phục. Nhưng mà đối với cá nhân mình ấy, mình vẫn hay có một cái tư tưởng mình là mình ăn ngắn, mỗi lần mình ăn ít một đó, và mình kỳ vọng một cái lợi nhuận của mình nó dài hơn, một cái lợi nhuận của nó nhiều hơn bằng việc nó như thế. Còn bây giờ ở trong M5 nhé, các bạn đã bị miss qua cơ hội đấy rồi, thì chúng ta cần phải đi tìm cơ hội ở trong những cái thời điểm khác. Nó đơn giản thôi. M5 các bạn không thấy những cái đó thì bạn chỉ chuyển sang H1, các bạn chuyển sang H4. H4 đây chúng ta vẫn chưa thấy có một cơ hội nào cho chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà nếu H4 về đây các bạn sẽ lại nhìn thấy ABC đều xuất hiện gần như rất là nhiều nơi. A này, các bạn lên đây là B để mình vẽ ra, nếu các bạn không nhìn rõ và các bạn không hình dung được nhé. Nó cũng dễ thôi. A này, các bạn có thằng B này, C này. Và khi cái thằng hồi lên đây, đúng không ạ? Chúng ta có một cái đỉnh của nó ở đây, đúng không? Và sau khi phá với đỉnh này nó đi lên, đúng không ạ? Thì ở trong cái nhịp này các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Các bạn có thể đu theo cây này tầm 50 và lên đây tầm 57, 58 gì đó. Thì đấy là cái của mình thôi, và cái này là cái thực tế mình dùng, mình gọi cái ABCD để cho bạn dễ hiểu, bạn dễ hình dung. Còn trong thực tế như các bạn đã thấy, những cái này mình đã đưa cho các bạn một cái nó là dễ nhìn nhất đấy. Chỉ có một cái điều duy nhất là nếu các bạn muốn áp dụng trong một thời gian nhỏ hơn, ví dụ như là M5, M1 thì mình khuyên là không nên. Cá nhân mình thấy là nó sẽ rủi ro cho mọi người, vì nó đến từ cái việc mọi người sẽ không xử lý những tình huống đó, nên là mình nghĩ là không nên. Và giá bây giờ cũng đang là tầm 27 rồi, nó cũng sắp đến cái TP, cái mốc mà 33 mà mình kỳ vọng, nên đó, nó khá là easy như vậy. Về lý thuyết thì mình nghĩ là mình sẽ dừng lại ở đây, và mình sẽ để cho các bạn ở trong một phần mà các bạn sẽ cần phải làm theo, đấy chính là gì? Khi các bạn học cái này thì các bạn thể lấy một cái tờ giấy ra, các bạn đừng chép lại bằng chữ nhé. Bạn nên vẽ được đúng cái mô hình này ra, đúng không ạ? Các bạn vẽ, các bạn nhớ trong đầu. Bạn A này, B này, đúng không ạ? Xong rồi thằng C có cái đỉnh đây, đợi phá qua cái đỉnh này thì mua. Như thế các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đi xuống này, thằng B này. Đó, đợi phá qua cái đáy này, cho đợi histogram rồi các thứ ở đây. Và phá qua cái này thì nó sẽ ok hơn cho các bạn rất là nhiều. Và đó, nó khá là đơn giản thôi. Mình theo cái trường phái như thế, vì cái logic và cũng như là toàn bộ câu chuyện mình nghĩ là gì? Những cái chỉ báo nào mà nó dùng từ trước đến nay mà người ta vẫn dùng thì sao? Thì nó vẫn có hiệu quả. Chứ mình không thiên về việc là cài phải quá nhiều robot, quá nhiều các thứ nọ kia. Cái đấy mình không cần. Và mình cảm thấy nó không thoải mái với câu chuyện đấy lắm. Đó. Thì hai phần nhé. Các bạn có thể là cái bài tập nhỏ các bạn vẽ cái đấy rồi các bạn nghĩ lại trong vở các bạn. Cái thứ hai nữa là các bạn cứ vẽ những cái mô hình này trên X Station, trên TradingView, trên bất cứ cái nền tảng nào các bạn đang sử dụng. Xong sau đấy nếu các bạn muốn chữa bài thì các bạn thể gửi lại cho XTB, rồi các bạn thể gửi lại cho mình. Có rất là nhiều kênh có thể liên hệ mình, hoặc liên hệ với Triều đều được. Đó, đúng không ạ? Vậy thì đấy là cái phần chia sẻ ngắn của mình thôi, bởi vì còn rất là nhiều những cái điều nữa mà Đạt muốn chia sẻ rồi Triều chia sẻ, thì mình sẽ nhường lại mic cho Đạt. Vâng, cảm ơn anh Minh. Vâng, thì cũng như anh Minh nói, do thị trường và hiện tại nó cũng đang khá là bất ổn, nhiều cái tin tức mà sẽ ảnh hưởng đến giá vàng trực tiếp, và đặc biệt như ngày mai chẳng hạn sẽ là một cái tin mà hàng tháng nhiều người cũng rất là mong chờ, đó là tin về non-farm. Thì để hỗ trợ cho khách hàng giao dịch vàng hiệu quả và cũng như là giao dịch chống chọi trên non-farm hiệu quả, thì XTB cũng có những cái bonus nhất định dành cho những khách hàng. Khi mà họ nạp tiền vào sàn XTB tối thiểu $500 thì sẽ được bonus $50 và có thể lên tới $2.000. Và ngoài ra trong cuối tháng này thì XTB cũng có tổ chức một cái khóa học online miễn phí dài 3 tiếng đồng hồ rất là chuyên sâu về vấn đề liên quan tới giao dịch vàng, đó là tối ưu hóa cái giao dịch vàng, lợi nhuận giao dịch vàng, thì sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 24 tháng 3 do chuyên gia Tô Hải Triều giảng dạy. Thì các anh chị chỉ cần có tài khoản tại XTB là họ đã có thể tham gia được miễn phí rồi. Và đừng quên trả lời câu hỏi mà trong cái link của chúng tôi đang để trên Zoom hát, để 5 vị khách may mắn nhất sẽ nhận được $30 bonus trực tiếp vào trong tài khoản. Rồi, thì đó là cái mà chia sẻ của anh Minh về cái việc giao dịch vàng. Tại vì có một câu hỏi Đạt nghĩ là một câu hỏi rất là quan trọng mà để mà có thể làm một cái kết cho cái buổi ngày hôm nay, đó chính là làm sao để xây dựng một cái danh mục đầu tư bền vững. Thì đối với câu hỏi này thì theo cả anh Minh và cả anh Triều, thì bí quyết để xây dựng danh mục sống lâu trên thị trường trong thời điểm hiện tại thì đó là cái gì ạ? Thì chắc là đầu tiên em xin mời anh Triều trước được không ạ? Xin cảm ơn Đạt. Quả thật sau chắc là cũng gần chục năm giao dịch thì tôi nghĩ bí quyết sống lâu đó là phải giữ được tiền đã. Mình giữ được tiền thì vấn đề đặt ra là chúng ta làm sao để giữ được tiền bây giờ. Cái câu chuyện mà khi mà tôi gặp mà các cái anh chị học viên người mới tham gia thị trường ấy, cái khó khăn nhất của họ là tất cả vốn liếng. Đôi khi họ giao dịch đúng một lệnh hoặc một vài lệnh trên một thị trường, sau đó họ biến mất vĩnh viễn khỏi thị trường và họ coi cái thị trường đấy nó không được tốt đẹp cho lắm. Thì cái đấy thì tôi không nói, nhưng nó là cái câu chuyện mà tất cả mọi người gặp phải khi mà bước chân vào thị trường tài chính này. Không, gần như mọi người không có cái ý niệm là vậy thì trên thị trường tài chính này nó có những cái loại tài sản nào, và với cái số vốn hiện có họ nên làm gì, hay là chỉ deposit tiền vào sau đó thực hiện một vài giao dịch để xem nó như thế nào, liệu có giàu nhanh được hay không. Thế như vậy thì nó không được đúng cho lắm. Thì trong các cái khóa học chia sẻ cùng với các anh chị nhà đầu tư tại XTB, tôi cũng đã chia sẻ rất là kỹ về cái phương pháp quản trị vốn cũng như là phân bổ tài sản như thế nào, thậm chí phân bổ lợi nhuận đó các anh chị. Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải quản lý hết, bởi vì thực tế cái việc chúng ta đang làm thị trường này nó cũng là một hình thức kinh doanh. Lưu ý là một hình thức kinh doanh nhé, chứ không phải là chúng ta cưỡi ngựa xem hoa đâu. Cái đấy thì không có, chắc chắn những người cưỡi ngựa xem hoa sẽ không bao giờ kiếm được tiền cả. Thậm chí cưỡi ngựa không xem hoa cũng chưa chắc kiếm được tiền. Vậy thì cái xây dựng danh mục như thế nào? Thì trước tiên tôi muốn chia sẻ các anh chị cái slide này. Tức là chúng ta sẽ phải phân bổ như thế nào đây? Vậy thì để đưa ra được một cái ý niệm về việc phân bổ các cái loại tài sản để đầu tư năm 2023, chúng ta nhìn lại một chút thị trường tài chính toàn cầu năm 2022. Đây, các bạn có thể nhìn thấy tôi thống kê một số các cái loại tài sản. Trong đấy tôi liệt kê toàn bộ các cái chỉ số chứng khoán toàn cầu ra. Bởi vì một khi mà chỉ số đã giảm thì hoặc chỉ số đã tăng ấy, thì rất khó các cái loại cổ phiếu ở trong các cái danh mục đấy nó tăng hay nó đi trái chiều được, đúng không? Ít lắm, hiếm, đếm nhà đầu ngón tay, khó lắm. Thế thì trong năm 2022 các bạn có thể thấy thị trường chứng khoán chết không góc đầu giải được luôn. Đối với những nhà đầu tư ở Việt Nam mà đu đỉnh ở 1.538 thì tôi nghĩ là không biết tới khi nào mới về bờ. Các cổ phiếu bất động sản như DIG rồi CL, tất cả mọi thứ. Đầu năm 2022 tôi có một số các cái bài phân tích và tôi đưa ra cái nhận định thằng DIG nó về 20 mấy nghìn mà nó về còn sâu hơn, nó chia tới 10 lần. Thì khi mà nhìn vào đây các bạn thấy là nếu như tôi bỏ bất kỳ tiền vào bất kỳ loại tài sản nào, chỉ một loại thôi, nguy cơ nếu như tôi nhìn vào đây này, tôi chia nó ra làm 4 loại thị trường đi, chứng khoán này, chỉ số này, vàng và Bitcoin này. Thì các bạn thấy nếu như bạn bỏ tiền vào tất cả các loại thị trường, có thể bạn chỉ có lợi nhuận được 25%, đó là thằng đô la kìa. Còn vàng thì giữ giá, Bitcoin giảm quá sâu, đúng không? Thủng luôn cả màn hình. Còn các cái thị trường chứng khoán thì giảm rất là sâu. Đây là tôi nói về chỉ số nhé, chứ tôi chưa nói về một mã cổ phiếu cụ thể nào đâu. Chứ còn nếu như bạn mua các cái cổ phiếu bất động sản hay linh tinh nhé, bây giờ bạn phải chia 10 lấy. Vậy thì cái câu chuyện đặt ra là khi mà chúng ta đầu tư tốt nhất đừng bỏ trứng vào một giỏ. Câu đấy luôn luôn đúng. Và đối với những người đầu tư kỳ cựu, đôi khi họ phải thực hiện các hành động hedging, tức là họ triệt tiêu các cái rủi ro đi. Vậy thì họ sẽ phải bỏ tiền vào đầy đủ các cái lĩnh vực, trong đấy có chứng khoán này, chứng khoán thì có chứng khoán Việt Nam, chứng khoán quốc tế này. Và thường á, khi mà tôi được trò chuyện với một số các cái nhà đầu tư kỳ cựu thì và cũng thông qua một phần thông qua sách vở nữa, cùng với lại cái quá trình mà tôi giao dịch, thì tôi nhận thấy rõ ràng cái việc phân tán rủi ro và tìm các cái loại tài sản đôi khi là có tương quan nghịch, nó giúp cho tôi triệt tiêu cái rủi ro đi. Ví dụ USD và vàng có tương quan nghịch như vậy, bạn có thể mua cả USD, mua cả vàng luôn. Thì trong trường hợp mà hai thằng này, một thằng nào đấy tăng mạnh hơn hoặc một thằng nào đấy tăng ít hơn, hay như thế nào đấy, một thằng nào đấy giảm, nó sẽ có một cái sự tương đồng nào đấy mà bạn có thể kiếm được lợi nhuận, hoặc nếu như có thua lỗ bạn cũng không lỗ quá nhiều, đúng không? Thì bây giờ chúng ta mới đưa ra được một cái danh mục. Và trong trường hợp mà tất cả các cái loại tài sản đấy đều tăng thì sao? Thì nó sẽ trải đều tất cả các thị trường. Có những loại tài sản giữ giá sẽ không làm bạn mất tiền. Thì bây giờ chúng ta dựa vào những cái yếu tố đấy, chúng ta biết là không thể tống tất cả vào một thứ rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta xem thử cái phân bổ danh mục tài sản năm 2023 nó sẽ như thế nào. Đối với năm 2023 là năm mà thị trường có thể nói là rất là khó khăn. Khó khăn là vì sao? Đầu tiên các bạn xem xét về mặt bằng lãi suất chung. Đối với Việt Nam thì trong đợt vừa rồi có một cái đợt sụt giảm. Thì nếu tôi không nhầm, trong phiên hôm nay chứng khoán có một cái đợt phục hồi khá là tốt. Nó phản ứng từ cái việc ngày cách đây 2 hôm là các cái ngân hàng đều kéo nhau giảm lãi. Ví dụ như bên thằng Techcombank chẳng hạn, đợt trước cách đây khoảng một tuần bạn gửi lãi 12 tháng sẽ được 8.3%, nhưng hiện tại chỉ còn 7.8%, tức là giảm 0.5%. Thế thì ngay khi ngân hàng giảm lãi, thị trường chứng khoán phục hồi, có nghĩa là hai thằng này có tương quan nghịch với nhau, đúng không? Lãi tăng chắc chắn chứng khoán giảm, và ngược lại, lãi giảm chứng khoán tăng. Thế thì ở trong cái giai đoạn năm 2021 và 2022 ấy, tại sao chứng khoán lại tăng mạnh như vậy? Một phần là vì lãi suất quá thấp. Lãi suất ngân hàng quá thấp thì người ta chẳng có bỏ tiền vào đấy làm gì cả. Người ta sẽ đầu tư vào các cái loại tài sản khác có thể sinh lời. Và thậm chí người ta tận dụng cơ hội lãi suất thấp đấy để làm cái gì? Một, vay mua nhà đất. Hai, vay tiền đầu tư chứng khoán hoặc là vay tiền mua margin, đúng không? Bởi vậy cho nên là ở cái thời điểm tháng 4 năm 2022 nó có cái bong bóng margin rất là lớn. Tôi cũng có cảnh báo khi mà các cái loại tài sản đấy nó bị bán giải chấp thì các bạn thấy là thị trường nó còn giảm sâu hơn nữa. Thậm chí các cái chủ tịch CEO đều bị bán giải chấp hết. Và bối cảnh năm 2023 hiện tại lãi suất đang rất cao. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới lợi tức của các cái doanh nghiệp. Và đối với thị trường tài chính toàn cầu, các bạn thấy là đồng USD và tất cả các ngân hàng trung ương đều đang tăng lãi. Thế thì chắc chắn nó sẽ phải một phần nào đấy ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán rồi, đúng không? Thì năm 2023, các bạn nếu như đầu tư nên định hướng theo, chia cái tài sản của các bạn làm hai phần. Phần thứ nhất là phòng thủ. Phần thứ hai, tôi không dám nói là tấn công, mà tôi chỉ dám nói là bình thường mà thôi. Thì trong trường hợp phòng thủ, bạn sẽ chọn loại tài sản nào? Đầu tiên là vàng. Bạn nên phân bổ cho nó khoảng 13%. Thế thì đối với vàng, tôi sẽ cùng với các bạn xem xét qua một chút trên nền tảng của XTB đi. Lý do tại sao tôi vẫn có niềm tin vào vàng ha? Thì tôi chia sẻ thêm cái màn hình nền tảng Xstation. Tôi vẫn có cái góc nhìn và cái niềm tin khá là vững chắc vào vàng. Rồi. Tôi vẫn định đặt một cái lệnh chờ buy limit ở phía bên dưới này ha. Tôi thì theo phong cách swing cho nên là quả thực là tôi cũng không, tức là tôi không, ở cái độ tuổi của tôi thì tôi không đủ cái khẩu vị rủi ro giống như Minh để đầu tư trong ngắn hạn được. Cảm giác nó có một cái gì đấy nó rủi ro mà bản thân tôi không thể chịu được các cái rủi ro đấy. Cho nên là tôi nghĩ là ở một độ tuổi nào đấy của Minh ấy, khi mà Minh lớn tuổi hơn một chút thì có lẽ mình cũng sẽ chuyển qua cái phong cách giống như tôi là swing mà thôi. Thì cái góc nhìn này của tôi nó ở cái góc xa hơn một chút. Và tại sao ở đây nó lại là vàng miếng nhé, vàng gold dạng 3 hoặc là vàng nhẫn ấy. Thì tôi sẽ xem cùng với các bạn ở trên cái khung. Tôi sẽ ẩn đi và sẽ xóa đi tất cả các cái chỉ báo. Đây là biểu đồ khung tháng của vàng này, khung tuần của vàng này. Rồi. Thế thì trong cái giai đoạn này tạm bỏ qua lịch sử đi nhé. Tôi xem gần nhất trong phạm vi này thôi. Đây là các cái giai đoạn mà vàng có các cái đợt bùng nổ thì nó sẽ gắn chặt với các cái giai đoạn lãi suất và các cái chính sách tiền tệ và rủi ro thị trường. Đầu tiên các bạn có thể xem qua một chút ở cái giai đoạn năm 2006 này và ở cái giai đoạn năm 2008 này. Đây là giai đoạn mà lãi suất rất cao, cực kỳ cao, cao hơn bây giờ rất là nhiều, cao hơn bây giờ khoảng 100 điểm cơ bản nữa, cao hơn rất là nhiều. Và đó là thời điểm mà thị trường chứng khoán tăng rất là mạnh, đúng không? Thì đấy là cái giai đoạn mà vàng giảm giá sâu khi mà mức lãi suất cao như vậy. Thế thì sau khi mà cái lãi suất cao nó bắt đầu nó quay đầu nó sụt giảm thì đây là cái giai đoạn của đại suy thoái này. Đây là đại suy thoái 2008, đúng không? Đúng không? Và thậm chí các bạn coi lại lịch sử các bạn cũng sẽ thấy luôn. Đây là cái giai đoạn đại suy thoái 2008. Sau đó Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, vàng tăng rất mạnh. Sau khi nó tăng mạnh như vậy thì đây là cái giai đoạn mà chứng khoán bắt đầu phục hồi, vàng lại quay đầu giảm. Chứng khoán phục hồi trong giai đoạn này lãi suất cũng rất thấp nhé. Thế thì khi mà lãi suất thấp như vậy, chúng ta có cái giai đoạn năm 2018 đây. Đây là giai đoạn Cục Dự trữ Liên bang trong 4 quý liên tiếp GDP tăng mạnh, Fed tăng lãi suất liên tục, đúng không? Fed tăng lãi liên tục trong cái khúc này. Và đây là cái giai đoạn bắt đầu chiến tranh thương mại này. Chiến tranh thương mại đây. Chiến tranh thương mại, GDP bắt đầu sụt giảm, Fed không có tăng lãi nữa. Bảo bây giờ ta không tăng nữa, tự nhiên thị trường có rủi ro. Ông Tập với ông Trung cứ lên mạng này chém gió bố lừa xua đi, đúng không? Nói bố lừa xua thì nó không đúng, nhưng mà nó cũng là quan điểm thôi. Không phải vì họ là các cái nguyên thủ mà chúng ta có quyền xem xét cái góc độ ở trên cái biểu đồ kỹ thuật này. Thì cái việc tranh luận như vậy giữa các nguyên thủ quốc gia nó khiến cho cái rủi ro tăng lên và ngay lập tức kinh tế có vấn đề. Kinh tế có vấn đề, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tạm ngừng lãi tạm ngưng lãi thì ông vàng này tăng rất là mạnh. Và đây là thời điểm Covid-19. Đây là thời điểm Covid-19. Ngay lập tức thị trường có vấn đề đúng không? Ở cái thời điểm mà vàng sụt giảm mạnh này, đây là phản ứng rất là bình thường nhé. Nhưng sau đấy thì sao? Ở cái thời điểm Covid-19 này thì chúng ta có là Cục Dự trữ Liên bang giảm khẩn cấp lãi USD về 0,1%. Tất cả các ngân hàng trung ương đều giảm lãi suất 0,1%. Ngay lập tức vàng tăng tiếp. Vàng lại tăng. Như vậy là nó rất là nhạy với các cái rủi ro thị trường đúng không? Ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn chúng ta có tin tức về Covid-19 này. Đúng chưa? Giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta thấy chiến tranh nổ ra này. Còn giai đoạn này thì sao? Rõ ràng cái rủi ro về chiến tranh nó không còn nữa, bởi vì nó không lan rộng ra các quốc gia khác. Và cái nền kinh tế các quốc gia khác thì vẫn đang tương đối là tốt chứ chưa thực sự xấu như chúng ta vẫn lo sợ đúng không? Tới đầu năm nay chúng ta mới thấy là nó hơi có vấn đề một chút. Thì ngay lập tức, ví dụ ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là sa thải nhân viên ABC đấy, vàng tăng trở lại. Và đây là giai đoạn, đây chính là cái thời điểm mà hôm trước ông Powell ông ấy cho rằng là thị trường bắt đầu kỳ vọng. Đây là cái thời điểm chúng ta có các cái số liệu sau này. Thứ nhất, một là NFP hơn 500k đúng không? Thì từ đây nó kéo theo cái kỳ vọng, nó sẽ kéo theo một cái kỳ vọng là Fed tăng lãi hơn nữa, đúng chưa? Ở ngay vị trí này ngay lập tức vàng quay đầu giảm. Còn ở vị trí này, đây chính là thời điểm điều trần, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang điều trần đúng không? Điều trần thì chỗ này ông ấy cho biết, một là có thể ông sẽ phải nới mặt bằng lãi suất, và thứ hai còn phải tăng lãi suất mạnh hơn nữa. Thực tế có thể sẽ phải tăng lên tới khoảng 5,5 hoặc 6% là cái chuyện có thể, nếu như cái việc làm này vẫn tốt này. Nếu như việc làm này vẫn tốt. Đó. Thì nó khiến cho thị trường phản ứng ngay lập tức, có nghĩa là ông vàng này phản ứng cực kỳ nhạy cảm đối với các cái thời điểm tăng lãi suất như vậy. Thế thì đối với cái vàng vật chất nó cũng phản ứng nhạy cảm y chang như vậy. Vàng trong nước nó nhảy lên nhảy xuống luôn. Và vàng thế giới trong trường hợp mà bạn swing dài hạn á, thì cái câu hỏi tôi đặt ra là khi, tức là nó sẽ như thế này, nếu lãi USD chạm trần, tôi sẽ đặt ra hai vấn đề. Một là lãi USD chạm trần ở đâu đấy cứ cho là khoảng 6% đi, và là giảm lãi. Thì từ đâu đấy trong vị trí này vàng có thể tăng hay không, thậm chí tăng cao hơn nữa. Bởi vì cứ mỗi lần mà Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi, tôi thấy biểu đồ vàng là một cái biểu đồ tăng toàn thời gian, trong có thể nói là từ lúc chúng ta chưa sinh ra tới bây giờ nó vẫn tăng, bất chấp chuyện gì xảy ra. Nó giảm sau đấy nó tăng. Vậy thì rõ ràng là có một cơ hội nào đấy, nếu như trong năm 2023 hoặc một vài năm sau đấy mà vàng, mà Cục Dự trữ Liên bang quay đầu giảm lãi, thì thị trường chứng khoán lại phục hồi và vàng lại có cơ hội để tăng tiếp. Thì đó là lý do tại sao nếu như phòng thủ bắt buộc chúng ta phải có một chút tài sản đối với vàng, đúng không? Rồi. Thế thì 13% tôi sẽ dành cho vàng. Được chưa? Đấy là ý tưởng đầu tiên cái đó. Tôi sẽ có 13% cho nó. Thứ hai là về chứng khoán. Cũng nên có đâu đấy khoảng 13%. Tại sao chứng khoán lại đưa vào cái mảng phòng thủ? Bởi vì trong thị trường chứng khoán, nếu bạn đầu tư lâu bạn sẽ thấy nó chia ra rất là nhiều loại chứng khoán. Ví dụ chứng khoán dạng meme chẳng hạn, nó có ví dụ chứng khoán FAANG rồi tất cả. Nói chung là rất là nhiều. và một dòng chứng khoán defensive stock, nó là chứng khoán phòng thủ. Chứng khoán phòng thủ, cái biên độ biến động của nó, beta nó cũng sẽ thấp hơn rất là nhiều so với các cái loại chứng khoán khác, và đặc biệt là nó vẫn sinh lời đều đặn bất kể bối cảnh thị trường là như thế nào. Đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hoặc là thị trường chứng khoán thế giới thì thường nó sẽ liên quan tới điện, nước hoặc là các cái mặt hàng thiết yếu, y tế, tất cả mọi thứ đấy, thậm chí là sữa, đa phần nó sẽ thuộc cái danh mục phòng thủ. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Các bạn cứ nhìn mấy ông cảng đó. Bất kể bối cảnh thị trường là gì thì nhập xuất cũng đều phải qua cảng hết. Và tôi nhìn toàn lịch sử của nó, tới thời điểm hiện tại chưa thấy năm nào mấy ông cảng ông ngừng chia cổ tức cả. Và cảng là một mảng không rất khó để thay thế, điện cũng như vậy. Và chúng ta có thể xem xét là ở cái slide phía trước tôi có nói với các bạn, có chia sẻ với các bạn về cái market share đối với cái năng lượng tái tạo đó, đúng không? Và cái nhu cầu về điện, rõ ràng là trong những năm tiếp theo, nhu cầu về điện có thể tiếp tục gia tăng, bởi vì nó sẽ thay thế cái thị phần của dầu mỏ, thay thế thị phần của khí đốt. Vậy thì khi cái thị phần của điện gia tăng, nhu cầu điện sẽ tăng dần lên, và như vậy chúng ta có thể thấy là thu nhập đối với các cái cổ phiếu điện có thể sẽ tăng lên nếu như họ có thể tăng công suất hoặc có thêm nhà máy, xây dựng thêm các cái nhà máy điện năng lượng tái tạo, đúng không? Vậy thì cái cổ phiếu phòng thủ năm 2023 có thể chúng ta sẽ phải xem xét, đó là các cái cổ phiếu của ngành điện, đặc biệt là các cái ngành năng lượng tái tạo, đúng không? Đấy là cái mảng về cổ phiếu phòng thủ, chúng ta sẽ có khoảng 13%. Rồi. Trái phiếu ở đây chúng ta có rất là nhiều loại trái phiếu. Đối với thị trường Hoa Kỳ ấy, nó có những cái loại trái phiếu cực kỳ đặc thù, trái phiếu chống lạm phát luôn. Ở đây tôi không muốn nói tới trái phiếu doanh nghiệp, nhưng bởi vì thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trong năm 2022 ấy, nó trải qua một cơn bão. Bởi vậy cho nên là trái phiếu doanh nghiệp hiện tại không, rất khó để chúng ta chấp nhận được, vì nó chưa rõ ràng các cái chính sách. Thậm chí các cái trái chủ bây giờ đang gặp rất là nhiều khó khăn vì các cái doanh nghiệp trễ và đang đàm phán lại. Hiện tại thì các bạn thấy là đối với cái việc trễ như vậy, họ cũng đâu có nhận lại được tiền như vậy, cái dòng vốn nó bị chết ở đấy. Cho nên là đối với trái phiếu, nếu các bạn muốn phân bổ đầu tư thì nên chú ý tới trái phiếu chính phủ và các cái loại trái phiếu chống lạm phát. Đối với thị trường Hoa Kỳ thì tôi nghĩ là các bạn sẽ tìm hiểu được rất là nhiều các cái loại trái phiếu rất là tốt ha. Phòng thủ tiếp theo, tiền mặt. Tôi cho rằng tỷ trọng tiền mặt ở thời điểm này nên cao, giữ cao. Bởi vì tôi chưa rõ là cái đáy của chứng khoán nó ở chỗ nào cả. Cho nên là tôi muốn giữ nó lại như vậy. Khi mà phân tích về tương quan thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn thấy là khi mà lãi suất rất là cao thì thường chứng khoán có thể tạo đáy. Hiện tại lãi suất đối với Cục Dự trữ Liên bang vẫn có thể tiếp tục tăng. Điều này có nghĩa chứng khoán còn phải tạo đáy ở cái thời điểm nào. Thì tôi khuyên là nên giữ tiền mặt. Và đối với một nhà đầu tư mà bạn để hết tiền trong tài khoản, hết tiền trong ví, chắc chắn bạn chưa chắc đã phải là nhà đầu tư chính gốc. Bởi vì khi cơ hội đến thì tiền đâu để bạn bỏ ra bây giờ. Vậy thì lúc nào trong ví, trong tài khoản của bạn cũng phải có một khoản tiền mặt để sẵn sàng chộp lấy cơ hội khi nó tới, đúng không? Rồi, như vậy là tổng các cái mảng phòng thủ hiện tại tôi sẽ phân bổ cho nó khoảng 55% cái danh mục đầu tư trong năm 2023. Như vậy thì đối với cái mảng bình thường thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ có đầu tiên ngoại hối. Tôi cũng sẽ dành cho nó khoảng 10% ở trong đấy. Crypto tôi sẽ dành cho nó khoảng 10%, bởi vì crypto bây giờ được coi là một phân lớp tài sản nhưng mà, đúng không? Và hàng hóa tôi cũng sẽ dành cho nó 10%. Hàng hóa thì hiện tại tôi đang giao dịch một là vàng và hai là dầu mỏ. Tôi sẽ dành cho nó khoảng 10%. Rồi. CFD stock tức là giao dịch chứng khoán quốc tế, bởi vì Thực tế mà nói, hầu hết các cái nhà đầu tư kỳ cựu đưa ra các cái lời khuyên thì trong cái danh mục của bạn nên có các cái cổ phiếu quốc tế. Cái việc khó khăn của chúng ta đó là chúng ta tìm đâu được một quỹ tại Việt Nam để đầu tư các cái cổ phiếu quốc tế, khó đúng không? Tham gia vào rất là khó. Và khi mà tham gia vào các cái quỹ như vậy thì rủi ro nó là cái gì? Vậy thì trong trường hợp nếu như chúng ta không thể tìm được các cái quỹ như vậy thì có một cái mảng thay thế rất là may mắn, đó là CFD stock. Thì các bạn nên có một cái mảng, một cái phần ở trong đấy. Thì cái CFD stock nó thú vị ở một chỗ, tức là nó khác hơn so với chứng khoán cơ sở Việt Nam. Đó là khi bạn nhìn thấy một cái xu hướng giảm như vậy, bạn có thể kiếm tiền ngay trong xu hướng giảm đấy. Trong năm 2022 tôi cảm thấy rất là tiếc đối với các cái mã cổ phiếu sau mà tôi nghĩ nếu như có thể cho tôi bán khống thì tôi sẽ kiếm thêm được rất là nhiều lợi nhuận. Một là DIG, hai là CL, ba là ông HPG, bốn là cổ phiếu NVL của ông Novaland. Tất cả các cổ phiếu đấy, cổ phiếu NVL ở ngay vùng 79 điểm, 79.000 cách đây một vài tháng tôi có cảnh báo. Thì nó đã có một cái đợt sụt giảm về đâu đấy khoảng mệnh giá khoảng 10.000 đúng không? Thì cái ông CFD stock này nó giúp cho chúng ta đa dạng hóa các cái cơ hội và đa dạng hóa cái rủi ro đi. Nó sẽ tái cân bằng lại, nó giúp giảm thiểu rủi ro cho tổng cái danh mục của chúng ta. Lúc đấy cái việc đầu tư của chúng ta nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Rồi, cuối cùng cái contingent fund này nó là cái gì? Nó chính là cái quỹ dự phòng rủi ro. Thì đây là một cái quỹ mà hầu hết nhà đầu tư mới gần như không có, bởi vì họ chưa định hình được là khi mà đầu tư thì họ phải phân bổ như gì. Cái quỹ dự phòng rủi ro này là nó là cái gì? Rất là nhiều người khi đầu tư cảm thấy lãng phí khi để một khoản tiền nào đấy ở trong tài khoản mà không sử dụng, cho tới khi họ cứ liên tục phải rút tiền từ trong ví ra. Thì lúc đấy có lẽ họ mới thấy là tại sao chúng ta không có một cái quỹ để chúng ta tách bạch giữa các khoản chi tiêu, giữa các cái mảng kinh doanh của chúng ta với các cái mảng đầu tư tài chính. Thì cái quỹ này nó sẽ dự phòng trong trường hợp nếu như chúng ta bị thâm hụt vào cái tài khoản giao dịch. Tất nhiên là tôi không muốn cái điều đấy, nhưng nó luôn cần phải có. Thì ngay lập tức chúng ta có thể chuyển từ quỹ dự phòng rủi ro một phần nào đấy. Ví dụ tôi thâm hụt 1% so với kỳ vọng thì tôi chuyển từ quỹ dự phòng qua 1%. Ngay lập tức tôi sẽ bù đắp được khoản đấy mà tôi không cần phải móc ví ra. Bởi vì đôi khi móc ví tôi cần phải còn hỏi bà xã thôi là bây giờ cho anh thêm 1% nữa để anh đầu tư vào đấy được không, thì nó cũng kỳ đúng không? Thì lúc này cái quỹ đấy nó sẽ giúp các bạn giải quyết các cái vấn đề đấy mà không cần thiết phải thông qua bà xã nữa, đúng không? Rồi, đây là một cái, vậy là tổng cái mảng đầu tư bình thường tôi sẽ dành cho nó 45%. Khi cảm thấy thị trường nó tích cực hơn, các cái rủi ro đã trôi qua đi, thì lúc này tôi sẽ tái phân bổ lại cái danh mục này bằng cách là tôi sẽ giảm thiểu cái phòng thủ xuống, tôi sẽ tăng cái mảng đầu tư bình thường lên, và thậm chí nếu như nhận thấy tín hiệu thị trường gọi là vô cùng tích cực thì tôi có thể đưa cái tỷ trọng phòng thủ xuống còn khoảng 35%, 65% tôi sẽ tấn công, đúng không? Thì đó là chúng ta luân chuyển và xây dựng cái danh mục, phân bổ cái tài sản của chúng ta để đầu tư một cách hiệu quả nhất trên thị trường tài chính. Rồi, cái ví dụ của chúng ta đây, tôi lấy một ví dụ giả sử như chúng ta có 1 tỷ, thì bây giờ chúng ta phân bổ như thế nào? Tất nhiên, không nhất thiết là phải có 1 tỷ, bởi vì tôi biết rất là nhiều các anh chị học viên trong này, cái tổng tài sản của anh chị nó lên nhiều tỷ cơ. Nên tôi lấy 1 tỷ ở đây nó chỉ là một cái mức trung bình, mà sau một vài năm nữa tôi chắc chắn với các anh chị và các bạn, những người dân ở Việt Nam sẽ có trên ngưỡng này, bởi vì cái tốc độ tăng trưởng về tầng lớp trung lưu ở Việt Nam đang ở thuộc top thế giới. Nên là tôi tin chắc tất cả các anh chị ở đây ở một cái thời điểm nào đấy trong tương lai sẽ vượt con số này rất là nhanh. Vậy thì khi mà chúng ta vượt, chúng ta sẽ phải làm gì với nó? Thì đây là một cái danh mục mà tôi tạm coi là một cái ví dụ mẫu để chia sẻ trong cái bối cảnh này. Thì khi chúng ta phân bổ như vậy thì với 1 tỷ nó sẽ phân bổ như nào? Chúng ta sẽ thấy 13% chúng ta có ngay 130 triệu. 130 triệu thì bây giờ nó tương ứng với khoảng 2 cây vàng đấy, đúng không? Đối với các cái mảng stock phòng thủ thì các bạn cũng thấy là nó cũng được 130 triệu và cash lên tới 160 triệu. 160 triệu này trong trường hợp mà bạn chưa đầu tư thì bạn có thể bỏ nó vào chung với cái quỹ dự phòng rủi ro kìa. Bạn bỏ vào các cái két ngắn hạn, nó có thể sinh lời từ 5 tới 7% một năm á. Lúc nào cần bạn có thể bỏ ra và nó không hề mất đi cái lợi nhuận. Nếu như bạn rút trước thì đấy là một cái giải pháp nữa để tiền lúc nào cũng sinh ra tiền, đúng không? Rồi, đây là cái danh mục tham khảo và bạn có thể xem xét để thay đổi theo cái ý định. Rồi, mời Đạt. Vâng, rất là cảm ơn anh Triều chia sẻ rất là chi tiết. Và còn 10 phút cuối thì anh Minh, anh có thể chia sẻ với các khán giả. Thì giống như là câu hỏi của anh Triều thì đâu là cái danh mục sống lâu trên thị trường của anh? Ok, cảm ơn Đạt và cũng cảm ơn Triều. Thì sau khi là xem cái bảng phân bổ tài sản của Triều, sau khi xem những cái lớp tài sản của Triều thì mình hoàn toàn đồng ý. Vâng, gần như nó là một cái kế hoạch mà mình cho rằng nó là khá là hoàn hảo trong giai đoạn này. Vì gốc gác và cũng như những cái mindset, những tư duy của Triều đều là trong cái tư duy mà rất là an toàn, nên mình đồng ý chúng ta sẽ chia tài sản những cái lớp phòng thủ và những cái lớp mà bình thường. Đối với cá nhân của mình thì mình không có chuẩn bị sẵn một cái slide về cái vấn đề này, không có chuẩn bị sẵn một cái mảng gì vấn đề này. Nhưng mà đối với mình ở trong cái năm 2023 này, cá nhân mình vẫn thấy là những cái mảng liên quan đến đầu tư vẫn là những cái mảng mang tính chất rủi ro tương đối lớn, khi mà chúng ta chịu những cái ảnh hưởng từ những chính sách lớn của nhà nước cũng như là chính sách lớn của những cái nền kinh tế lớn trên thế giới. Đấy, những cái mức mà chúng ta sẽ không thể nào chúng ta kiểm soát được. Nên mặc dù chỗ Triều cũng đã là phòng thủ rồi, nhưng mà với cá nhân mình thì mình cũng là một người còn phòng thủ hơn nữa, khi mà trong cái năm nay thì mình sẽ để cái mức tài sản mình nó đâu đấy phải lên 50-60% ở trong tài khoản tiết kiệm. Và thực sự là mình đã làm như thế, bởi vì ở trong năm ngoái mình đã trải qua những giai đoạn thị trường nó cũng khá là khắc nghiệt, và mình cũng dính vào một vài trường hợp, một vài case mà đầu tư nó bị fail ở trong thực tế, ví dụ như là liên quan đến trái phiếu. Nên ở 2023 này thì mình thay vì việc là mình phân bổ và dàn trải hơn thì mình sẽ thu nhỏ lại cái danh mục đầu tư của mình, và mình sẽ tăng trưởng cái mức thứ nhất là tiết kiệm. Ngoài ra thì cái mức tiền mặt mình cũng sẽ hạn chế xuống, vì mình chưa thấy một cơ hội nào nó khá là rõ ràng ở trong thời điểm này. Đó, đấy một vài cái thông tin nhanh của mình thôi để chia sẻ với mọi người đã đọc. Vâng, rất là cảm ơn anh Minh. Vậy thì qua cái buổi webinar chúng ta ngày hôm nay, hy vọng là tất cả các quý vị cũng như là các bạn có tài khoản tại XTB đã có thêm cho mình rất nhiều kiến thức liên quan đến chuyện đầu tư, đặc biệt là trong cái thời kỳ mà đình lạm này. Và một lần nữa thì do là thời lượng của chúng ta cũng có hạn, thì Đạt rất là cảm ơn tất cả các quý khách đã ngồi cho đến tận bây giờ để mà lắng nghe tất cả những cái chia sẻ của anh Minh Lee cũng như là anh Triều. Thì thay mặt XTB, chúng tôi sẽ là cảm ơn các quý khách, và đặc biệt là rất là cảm ơn hai vị khách mời chúng ta ngày hôm nay là anh Minh Lee và anh Triều đã dành thời gian cho tất cả các khách hàng của XTB để lắng nghe những cái ý kiến của mình. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thêm nhiều cái buổi webinar mà rất là hữu ích như này trong tương lai sắp tới. Và trước khi kết thúc của ngày hôm nay, các bạn đừng quên rằng là những khách hàng mà có tài khoản tại sàn XTB thì sẽ được tham gia miễn phí khóa học tối đa hóa lợi nhuận trong giao dịch vàng, diễn ra vào 6 giờ tối đến 9 giờ tối, 3 tiếng rất là chuyên sâu với chuyên gia Tô Hải Triều vào ngày thứ 6 và 24 tháng 3 này. Và đặc biệt là nếu như ngày mai mà các quý khách mà đang chờ những cái cơ hội giao dịch qua cái tin của NanFan thì XTB đang có những cái chương trình khuyến mãi bonus trực tiếp vào trong tài khoản của quý khách, với số tiền nạp chỉ cần từ $500 trở lên là quý khách đã có thể có những cái bonus từ $10 cho tới $300, $1.000 đến $2.000. Thì đó là những cái mà XTB đang hỗ trợ cho khách hàng để có thể giao dịch một hiệu quả. Và đừng quên trả lời những câu hỏi trong cái link của Zoom chúng tôi, và chúng tôi sẽ gửi tới những cái khách hàng mà có tài khoản tại XTB $30 bonus. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các khán giả cũng như là cảm ơn hai vị khách mời. Xin chào tất cả mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.